cái giác của mình ít hay nhiều? Ít. À, cái giác của mình ít, hoặc là khi nào mình khổ thì mình mới giác ngộ, còn bình thường thì ít khi nào mình giác ngộ lắm. Cho nên hoặc là mình có giác ngộ đi nữa nhưng mình gặp cảnh vui cái mình sao quên. À, vì vậy cho nên lúc khổ thì mình nhớ tu, lúc vui cái mình quên tu. Và thậm chí giờ mình chuẩn bị ra xe đi chùa mà ai đó rủ mình đi shop, mà nó đi chợ rồi nó bán đồ rẻ cái thôi, đi chùa ngày nào cũng được, đồ mà bán rẻ thì lâu lâu cái quên. Thì cái đó nhà Phật gọi là gì? Lúc tỉnh lúc mê, hốt giác hốt mê. Nhưng mà vẫn còn hơn có người cả đời không bao giờ giác, phải không? Cái đó gọi là bất giác. Bất giác là người không bao giờ tỉnh, dù họ khổ họ vẫn không tỉnh ngộ. Thí dụ như có nhiều người ta khổ, người ta muốn tìm tới chùa, thì có nhiều người cười, nay thất tình mới đi chùa, khổ mới đi chùa. Nhưng mà mình phải suy nghĩ cái đó còn đỡ hơn thất tình mà đi quán bar, thất tình mà đi nhậu, thất tình mà đánh bài. Thì người ta, thì đạo Phật là đạo cứu khổ, thì ai khổ thì người ta tìm tới đạo Phật để người ta tìm phương pháp hết khổ. Vậy thì đạo Phật là phương thuốc chữa tâm bệnh của chúng sanh. Cũng giống như mình bệnh thì mình đi tìm bác sĩ, mình không bệnh mình tìm bác sĩ chi, phải không? Thành thử ra khi mà mình khổ mà mình tìm tới đạo Phật không có gì sai hết. Cho nên đừng có sợ người ta cười mình. Thậm chí có những người người ta không hiểu hết á, ta nói là những người đi chùa là những người mà gọi là yếm thế, những người chán đời. Mình đi chùa mình tu là mình yêu đời dữ lắm. Tại dù cho mình lỡ có chán đời đi nữa mà vô chùa ăn chập rồi là yêu đời trở lại, phải không? Mà khi càng yêu đời thì mình phải càng sống tốt hơn. Vậy thì cái chỗ giác á, thứ nhất là mình tự giác. Mình khổ thì mình phải đi tìm con đường cho mình hết khổ chứ. Cho nên mình phải tự giác. Mình tự giác là tự mình phải giác ngộ. Rồi khi mình hết, mình đã giác ngộ rồi thì mình giúp cho người khác giác ngộ theo mình, gọi là giác tha. Giác tha nghĩa là người mình thấy người ta khổ, mình khuyến khích, mình nâng đỡ cho người ta. Ví dụ như mình thấy cái chị đó khổ, mình nói chị, bữa tôi nghe cái bài giảng này hay lắm, bữa nay chị nghe cái bài đó đi. Có nhiều Phật tử quảng cáo mấy thầy, chị nghe thầy đó đi, thầy đó giảng vui mà hay lắm. Thì mình khuyến khích cái người đó, người ta nghe Phật Pháp để người ta tỉnh ngộ. Đó là giác tha đó. Mình không có làm ai giác được đâu, tại vì sự giác ngộ phải là tự mình. Nhưng mà mình có thể làm một việc là khuyên người giác ngộ. Cái đó gọi là giác tha. Chứ còn không có giống như Pháp Hòa nói, món này ngon lắm, ở Hàn Quốc có món cơm trộn. Phải không? Thì Pháp Hòa ăn món đó rồi Pháp Hòa thấy ngon, thì Pháp Hòa mới nói món đó ngon lắm, quý vị ăn thử đi. Nhưng mà Pháp Hòa đâu có ăn giùm ai được, phải không? Pháp Hòa chỉ nói cho quý vị biết món đó ngon lắm, quý vị ăn đi. Thì cũng như thế, mình học Phật, mình thấy mình có cái kết quả tốt thì mình khuyến khích người khác đồng nghe, đồng hiểu. Cái đó là giác tha. Chờ có nhiều khi nhiều người nói nghĩa chữ Phật có ba nghĩa đó: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Vậy thì mình giác ngộ cho mọi người tới chỗ viên mãn hết chưa mà mình lại làm Phật? Và xin thưa là giác tha là mình khuyến khích mọi người đồng tới cái chỗ giác giống mình. Mình khuyến tấn mọi người giác ngộ cho đến khi nào hạnh của mình đã làm xong, gọi là viên mãn. Vậy thì nếu nói theo nhà Phật, người mà giác ngộ là gì? Là người luôn luôn tỉnh thức, thấy rõ mọi hành động, lời nói, suy tư của mình. Người đó giác ngộ. Cái đó gọi là, nếu mà tu thiền đó, ta gọi là gì? Thiền minh sát. Sát là mình từng sát na, không bao giờ rời. Minh là rõ. Ví dụ như mình ăn món canh thì nóng mình cũng biết, nguội mình biết, tất cả mọi việc gì xảy ra mình biết rất là rõ. Không có bao giờ mình sao lãng hay mình bị mất mình ở trong cái giây phút hiện tại. Còn nói theo một cách khác nữa là người mà tu thiền mà thành Phật á, là người đó quán được thân, thọ, tâm, pháp. Thấy tất cả những hiện tượng trên thân, tất cả những hiện tượng của cái suy nghĩ của mình, cái cảm thọ của mình, vân vân,
người đó rõ là thành Phật. Như vậy chữ viên ngộ á, nghĩa là mình giác ngộ hoàn toàn tới chỗ viên mãn. Mà giác ngộ viên mãn nghĩa là lời nói của mình, hành động của mình, suy nghĩ của mình luôn luôn nói tới cái chỗ an vui. Ví dụ một câu nói của mình, mình nói vui, nhưng mà cái vui đó đó nó có làm người khác buồn thì cái đó chưa phải là cái vui trọn vẹn. Hay mình nói cách khác nè, bây giờ mình vui quá, mình thấy uống rượu vui, nhưng mà uống rượu vui lúc đó, nhưng mà sau đó bệnh tật, tốn tiền, thì cái vui này chưa gọi là cái vui trọn vẹn. Vậy thì đời sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta có thể nói, chúng ta có thể làm, nhưng lời nói việc làm đó chỉ thỏa mãn cái bực của mình hay cái vui của mình trong lúc đó, mà không nghĩ đến cái nhân, cái quả tương lai, thì cái đó chưa là trọn. Cho nên một Phật, một vị Phật á, một vị giác ngộ á, là người ta làm cái gì người ta suy nghĩ kỹ coi cái nhân này như lúc này là như thế này, nhưng mà tương lai cái quả nó làm sao. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ mấy anh chị ở Việt Nam sang qua đây, rồi bây giờ do mình có một cái sở thích nào đó mình làm, nhưng mình vui cho mình lúc đó, mình thỏa mãn cái cảm tình của mình lúc đó, hay bất cứ những cái điều gì mình muốn lúc đó, nhưng mình thiếu cái suy nghĩ tương lai rồi nó sẽ như thế nào, thì lúc đó vui bây giờ, nhưng mà cái quả tương lai nó là sao? Nó là khổ. Cho nên Phật gọi sao? Dạng sống như vậy đó, Phật gọi là trước vui sau khổ. Còn mình á, mình ráng chịu cực, thời gian khi mọi việc nó ổn định rồi thì đời sống mình nó sẽ khá hơn. Cái này gọi là trước khổ sau vui. Còn nếu như mình không biết sống nữa, sống tệ hơn nữa đó, thì sao? Trước khổ sau khổ. Còn nếu mình biết tu tập, biết tỉnh thức, biết giác ngộ thì trước vui sau vui. Vậy thì tùy mình chọn. Mình muốn làm người trước khổ sau vui. Thí dụ như thầy trụ trì đây là giờ là trước khổ sau vui rồi đó. Quý vị lúc mình có cái chỗ này, mình mới mua cái chỗ này, mình cũng phải tu sửa, rồi mình cũng phải trải qua một thời gian dài, giấy tờ vận động đủ thứ, phải không? Đó, rồi bây giờ từ đây, từ cái điểm này, mình sẽ làm nó tốt đẹp hơn mỗi ngày. Bây giờ thường người Việt mình hay gọi là cái gì? An cư rồi, thì bây giờ phải lạc nghiệp thôi. Cơ sở mình có rồi, mọi việc mình có rồi, thì bây giờ chỉ lo tu thôi. Thì cái này là trước vui sau vui, nghĩa là từ đây về sau là mình đi tới chỗ vui thôi. Còn nếu như mà mới đầu đông đảo, tập hợp về đông quá, tuôn thời gian gây lộn nhau cái đi hết trơn. Cái này gọi là trước vui sau khổ. Mình có muốn vậy không? Không. Mình muốn là trước khổ sau vui. Và khi vui rồi thì trước vui sau phải vui. Đó, như vậy gọi là viên ngộ. Mọi người mình đã ngộ rồi, mình đã hiểu được tu là tốt rồi, mà tu trọn không? Hay là chán rồi ngưng? Hay là buồn thì tu, vui nghỉ? Thì cái này cũng được, nhưng mà tu hoài tu không tới đâu hết. Còn mình tu tới cái chỗ viên ngộ, tu tới cái chỗ viên mãn, là một khi mình đã có được Phật Pháp rồi, thì nhờ Phật Pháp mình mới sống mà vui được tới ngày nay. Thì mình phải làm sao mình tu tập để mỗi ngày mình khá hơn nữa. Cũng giống như mình đã được qua tới đây rồi, cái quan trọng không phải là cái vấn đề chừng nào mình sướng, mà mình có chịu sướng không. Mình chịu thì mình sẽ từ từ mình có. Quý vị thấy có một cái gì mà xây bằng cái lớn mà xây bằng cái lớn không? Xây bằng những cái nhỏ, phải không? Thí dụ bây giờ mình lấy cát mình trộn với xi măng, rồi từ từ mình, tất cả những cái gì mình có được như cái nhà này đây, nó cũng phải xây từ những cái viên gạch, những cái bao xi măng, những cái hạt cát. Thành thử ra nhớ là viên là mình viên mãn, nhưng mà không phải đùng một cái mà mình viên mãn, mà cái viên mãn đó nó đòi hỏi ở cái sở nào, cái chỗ chịu khó, duy trì, nhẫn nại để không có bị hư hỏng. Thì cũng như vậy,
Sự tu tập của chúng ta phải y như vậy. Mình ngộ là có rồi đó. Giờ ngộ chưa? Có. Nhưng mà có khi mình tỉnh, khi mình mê, hoặc là khi vui thì mình tu, buồn thì mình nghỉ, vui với nhau thì mình tới, giận thì mình bỏ. Thì cái chỗ này không thể viên mãn được. Đó. Cho nên Pháp Hòa nói chuyện gần để cho mấy anh chị thấy cái tu của mình như thế nào, để làm sao duy trì. Cho nên quý vị nhớ là mình cất cái chùa dễ, duy trì cái chùa khó. Phát cái tâm làm từ thiện dễ, duy trì việc từ thiện của mình mới là khó. Cạo cái đầu đi xuất gia dễ, nhưng mà giữ cái tâm tu mới khó. Vì cạo cái đầu thì nó dễ, mà cạo cái tâm nó khó lắm, phải không? Đó. Cho nên tu cái tướng thì dễ, mà tu cái tâm rất là khó. Mà đến khi nào mà mình thân tướng của mình cho đến tâm tư của mình cũng tu, thì cái đó gọi là viên mãn. Pháp Hòa giải thích chữ viên ngộ gần để cho các anh chị thấy được cái sự tu. Ví dụ như hôm nào mình chán, mình không có muốn tiếp tục nữa, nó thôi ráng tới cái chỗ viên mãn. Vậy thì sao? Qua được. Cũng giống như Pháp Hòa hay ví dụ cuộc đời này, cũng giống như đôi lúc đó, mình để vô miệng một cái miếng rau, miếng bánh gì mình không thích vậy, nhưng mà lỡ cắn một cái rồi không lẽ phun ra nó kỳ quá, làm sao? Nuốt luôn. Nuốt luôn mà mình còn nói một câu, thôi kệ ráng nuốt một cái, không chết bằng tay người ta thôi đâu. Có không? Có nhiều khi mình mới nói vậy đó. Cũng giống như lúc mình mới qua, có nhiều món hàng mình đâu ăn đâu có được, phải không? Nhưng mà lỡ bỏ một miệng cái, khó ăn quá, thôi ráng nuốt một cái. Giờ giờ quý vị thấy cuộc đời này mình đã từng nuốt kiểu đó chưa? Ôi xa, hà rầm. Rồi bây giờ mình nói cái chữ nghĩa rồi. Rồi bây giờ viên ngộ còn là tên của một vị thiền sư Việt Nam. Hòa thượng thiền sư này có tên là Nguyễn Ngọc Giót. Không biết năm sinh của ngài là năm nào, nhưng mà ngài mất năm 1845. Hòa thượng đi tu năm 1806, đến 1808 thì ngài cho xây dựng một ngôi chùa. Chùa này có tên là chùa Lan Nhã, bây giờ là chùa Tôn Thạnh ở Cần Giuộc, Long An. Ở đây có ai ở Long An không? Biết chùa Tôn Thạnh không? Biết không? À, chùa Tôn Thạnh đó, thì cái vị khai sơn ra chùa Tôn Thạnh ở Long An ở Cần Giuộc đó chính là thiền sư Viên Ngộ. Và ngài, cái hạnh tu của ngài là gì biết không? Ngài tu theo hạnh của Trì Địa Bồ Tát. Biết Trì Địa Bồ Tát không? À, Trì Địa Bồ Tát là một vị Bồ Tát luôn luôn sửa đường, làm cầu. Chỗ nào hư đường, hư xá là ngài đến ngài làm. Đó, ví dụ như giờ mai mốt ở đạo tràng Viên Ngộ đây, mà chỗ nào hư hao, có anh nào chị nào đó tới cầm búa cầm gỗ rồi đó, đó là Trì Địa Bồ Tát đó. Đó, trì là giữ, trì là giữ, địa là đất, giữ gìn mặt đất mọi nơi mọi chốn cho liền lặt để mọi người đi được tốt đó. Hoặc là quý vị gửi tiền về Việt Nam xây cầu, những cái vùng quê hẻo lánh người ta không có cầu để đi trong làng, mình có tiền mình xây những cái cầu đó đó, mình đúc cầu mình làm đường như vậy đó, đó là hạnh tu của Trì Địa đó. Giờ mình không đích thân mình làm được, nhưng mình có khả năng mình cúng dường cái vật dụng để mình mướn người ta làm, cái đó cũng là một cái hạnh. Và đó cũng là một trong 8 công đức của một Bồ Tát. 8 công đức là gì? Tức là mình có thể đào giếng nè, chỗ nào mà người ta không có nước uống mình đào giếng cho người ta. Như giờ ở bên Ấn Độ đó, ai mà có chừng 500 đô thôi là đào được cái giếng cho người nghèo đó. Thì có nhiều thầy người ta phát tâm, người ta đi qua đó, người ta đi khắp vùng nghèo của Ấn Độ mà những cái vùng không có nước xài đó, mướn người ta khoan cái giếng. Mà khoan cái giếng vậy tốn 500 đô. Rồi có nhiều người ta đi làm ra, người ta để dành, người ta để dành, người ta lâu lâu người ta cúng năm, người ta cúng được 2 cái giếng, 4 cái giếng tùy đó. Rồi hoặc là bây giờ ở Việt Nam, những cái nơi nghèo khổ, mình có chừng 10.000 đô ví dụ vậy đi, mình làm được cái cầu.
Thì nếu mà mình không có thì mình đi kêu gọi. Chị bây giờ 10 ngàn thì mỗi người mình hụng ngàn. Thí dụ vậy 10 người thì mình được làm một cái câu. Thì tu cái hạnh đó là hạnh của Trì Địa Bồ Tát. Bên cạnh đó, bây giờ là mình nói là mình làm cầu cho mọi người giao thông cho nó dễ dàng, mình làm đường cho người ta đi cho nó dễ. Vậy thì bây giờ mình trong cuộc sống của mình đã làm cái cầu nối giữa mình với người chưa? Chưa được thì mình mới làm được cái hạnh, cái phước thôi, mình chưa tu. Quý vị nhớ là mình làm phước là khác, mình tu khác. Mà trong Phật Pháp nó hay cái là mình làm gì cái tướng thì nó cũng ảnh hưởng đến cái đời sống của chúng ta. Ví dụ như bây giờ mình làm cầu cho mọi người giao thông dễ dàng thì mình nói với mình: tôi xin nguyện làm cái nhịp nối giữa mọi người. Ai mà nơi nào mà người ta đổ vỡ thì tôi đến tôi khuyên can, phải không? Mà bây giờ mình thấy người ta đang thân vậy, cái mình nói trời ơi, tôi nói thiệt nha, tôi thấy thương chị quá. Chị thân với bà đó, bà nói xấu chị không? Rồi, cái này là chiếc cầu biên giới giữa người với người kia đổ vỡ. Như vậy thì nhiều khi mình bỏ tiền để mình xây cái cầu, nhưng mà mình không tu được cái hạnh làm cái nhịp nói giữa thông thương giữa người này với người kia. Cho nên phải cẩn thận cái đó. Cho nên nhiều khi Pháp Hòa hay nói, có nhiều người người ta làm từ thiện, nhưng mà việc từ thiện nó chưa xuất phát từ cái thiện nguyện. Thường thường á, ta nói thôi bữa nay mình đi làm thiện nguyện đi, mà hãy nhân cái người mà làm việc đó thì gọi là gì? Thiện nguyện viên. Vậy thì cái việc thiện này nó phải xuất phát từ cái nguyện thì mới gọi là thiện nguyện viên được, phải không? Còn nếu không á, mà từ là từ bi, thiện là khéo léo, trong cái từ bi mình nó cũng phải khéo nữa. Tại vì sao? Tại vì nếu mình cho người ta mà mình không có khéo, mình làm cho người ta tổn thương, mình làm cho người ta mất mặt bởi cái sự cho của mình, thì cái đó chưa phải là từ thiện. Thiện có là tốt, là khéo, nhưng nó xuất phát từ tâm từ của mình. Ví dụ mình cho người ta món ăn, đừng có thấy rằng cái người này là nghèo khổ lắm, tôi phải cho họ, bố thí cho họ, và phải thấy rằng mình được cái duyên phước mình cho người ta. Thưa đại chúng, đời này á, mình làm việc gì á, mình phải khởi cái tâm là mình phải khởi cái tâm là mình đến với chúng sanh, mình kết duyên với chúng sanh, chứ đừng nghĩ là mình ban ơn ban phước gì cho người ta hết. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, nếu mình nghiệm lại mình thấy đời này xong mình đi đâu mình cũng được ai thương, mọi người đều thương mình, quý mình, mình phải biết rằng đó là nhiều đời mình đã sanh tâm kết duyên với chúng sanh. Pháp Hòa ví dụ như á, quý anh chị ở đây, khi mình đóng góp vô ngôi chùa này, mình hoàn toàn không biết ai sẽ tới chùa này hết á. Mình chỉ nghĩ là bây giờ thầy kêu gọi làm chùa thì mình đóng góp thôi. Thì bây giờ cơ sở này có rồi á, thì từ đây về sau bất cứ một người Việt Nam nào mà đến Hàn Quốc mà thăm viếng, mà đến cái vùng này á, mà họ có duyên họ được thăm ngôi chùa này đó, có phải là mình đã kết duyên với họ không? Mình kết duyên rồi. Thì họ đến đây họ nói chà, ở xứ này mà có được một ngôi chùa vậy quý quá ha. Kể là mình kết duyên với họ. Cho nên Pháp Hòa thường làm việc gì, tại sao Pháp Hòa làm mà mình không thấy mệt, không thấy khổ, là tại vì Pháp Hòa luôn nghĩ rằng mình được cái phước là mình kết duyên lành với chúng sanh. Thưa đại chúng, đời này á, nhiều khi mình không có khéo đó, mình kết duyên tầm bậy. Bây giờ mình ra đường mình làm quen với bạn coi, cũng mình kết bạn phải không? Nhưng mà lỡ mình kết bạn xấu thì sao? Gần mực thì đen, gần đèn sáng, gần đâu giấu đó, phải không? Cho nên á, kết bạn là tốt, nhưng mà Đức Phật dặn chúng ta phải có cái trí, phải có cái tuệ để chúng ta biết rằng người nào mình nên kết, mà người nào mình nên xả. Xả là gì? Giao lưu thôi, không có gần gũi được, không có kết giao, không có kết thân được. Cho nên mình thường thường á, mình lấy chồng lấy vợ mình cũng muốn tìm người là mình thích, mình yêu chứ, gọi là kết duyên hay là kết hôn đó. Mà nếu mình kết hôn không đúng thì mình hết hồn. Cho nên bất cứ cái duyên gì mình cũng muốn kết hết. Cho nên mình á,
làm việc gì mình cũng nghĩ rằng mình muốn kết duyên với chúng sanh. Và khi mình nói là mình kết duyên với chúng sanh là không thấy mình ban ơn cha hết. Tôi được cái phước, tôi kết duyên. Cho nên người Hoa họ sợ, họ dùng từ hay lắm. Họ cúng dường gì cho mình, nó nói kết duyên. Sư phụ, muốn con muốn kết duyên với sư phụ. Kết duyên là gì? Mình luôn 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 gặp được những người thiện tri thức. Họ cúng dường, họ ít khi nào họ dùng chữ con xin cúng dường, con xin kết duyên. Thì mình nhận cái đó là mình nhận cái duyên lành với họ, mai mốt không có mất. Cho nên đời này ai ăn chay á, mình nấu dù một miếng cơm chay mình cho người ta ăn cũng kết duyên đó. Rồi sao? Đứng về cái phước á, lúc nào mình cũng gặp những người ta cho mình ăn, không có đói. Rồi thấy người ta cần, người ta có mặt mình có, người ta không có mặt mình có người ta đó, cho người ta đó, không bao giờ sợ không có quần áo mặc. Mà Pháp Hòa thấy rõ cái đó, Pháp Hòa thấy rõ cái đó. Và cái phước mà mình làm mà mình không có suy nghĩ gì hết á, mình cứ thấy người ta khổ mà khả năng mình có là mình giúp thôi, là mình tâm mình nó rất là vô tư trong vấn đề mà gọi là cầu cái báo ơn lại, thì cái phước đó nó vô tận. Vì sao? Bởi mình không, mình tâm mình nó vô tận cho nên phước nó vô tận. Cho nên người ta thường dùng là vô lượng, vô biên, không có lường kế, không có đeo đông đo đếm được, thì cái biên tế đó nó vô cùng vô tận, hay dữ lắm. Cho nên mình phải tin cái đó. Cho nên ngài Viên Ngộ Thiền Sư, khi không trong sử thì không có ghi cái năm sinh của ngài, và chỉ nói là ngài mất năm 1845 và ngài đi xuất gia năm 1806, và đến 1808 thì ngài lập cái chùa Lan Nhã đó, và sau này đổi tên là chùa Tôn Thạnh, bây giờ ở Cần Giuộc, Long An. Và lúc đó người ta gọi một ngôi chùa đó thân thương bằng cách là gọi chùa gì? Chùa Ông Ngộ. Vậy thôi. Và ngài, cái hạnh tu của ngài là cái hạnh làm đường. Và sau này ngài có một hôm ngài nghĩ rằng ngài tu cũng lâu rồi mà ngài chưa có đạt được cái gì đó theo cái nguyện của ngài đó, thì cuối cùng ngài mới nhịn ăn nhịn uống trong 49 ngày rồi ngài thị tịnh. Bây giờ tháp của ngài cũng còn ở đó. Đó là thiền sư Việt Nam. Bây giờ mình nói qua thiền sư Trung Quốc, thiền tri Trung Hoa, đó là cũng có một thiền sư tên là Viên Ngộ Khắc Cần. Ngài còn có một cái hiệu nữa là ngài Phật Quả. Thì thiền sư này sanh 1063, trước vị thiền sư Việt Nam mình mấy trăm năm ha. Thì thiền sư này á rất là nổi tiếng. Nếu ai mà trong có nghiên cứu Phật học á, có đọc một cái tác phẩm tên là Bích Nham Lục. Bích Nham Lục là một quyển sách gom lại những cái câu chuyện gọi là công án á, giữa các hòa thượng, các thiền sư với nhau. Trong đó có 100 cái câu chuyện ngắn mà mình đọc vô mình hoàn toàn không hiểu gì hết đó. Tại vì những cái câu đối đáp của các ngài rất ư là khó hiểu. Nhưng mà vì phải những người mà có cái lợi căn, cái linh lợi trong vấn đề tu hành, thì nhiều khi đọc mấy cái đó mới thích thú. Còn mình đọc vô mình nói trời ơi, cuốn sách gì chán quá, đọc không hiểu gì hết trơn. Thì viện thiền sư này, ngài tu học với thầy của mình, vị hòa thượng này tên là Pháp Diễn. Thì ở thời gian thì ngài không thấy có cái gì đặc biệt hết, thì ngài mới nói thôi con tu với thầy chán quá, không có gì đặc biệt thôi, con xin đi. Cũng giống mình vậy ha. Ở thời gian sau cứ tối ngày cứ bắt tụng kinh làm việc hoài. Thì ngài Pháp Diễn mới nói như thế này: ông đi thì ông cứ đi, nhưng mà hễ khi nào ông bệnh là ông sẽ nhớ tới tôi. Giống không? Giống mình không? Khi nào mình bệnh là mình quỳ trước Phật dữ dội lắm. Khi nào mình khổ là mình nguyện dữ lắm, mình tha thiết lắm. Thì một hôm ngài đi một thời gian thì ngài bị bệnh nặng lắm. Thì lúc đó ngài mới nhớ đến sư phụ của mình là ngài Pháp Diễn. Thì khi mà ngài trở về đó, ngài làm thị giả là hầu thầy đó, thì có một hôm á, ngài sư phụ mình là ngài Pháp Diễn có một ông quan đến thăm. Thì ngài ông quan đến thăm á,
Thì ông Quang mới vô hỏi đạo. Thì Ngài Pháp Diễn mới hỏi á, Quang á, là người học rộng biết nhiều, vậy Quang có biết một câu chuyện ở trong Hồng Lâu Mộng không? Quý vị biết câu chuyện trong, ai mà đọc sách Hồng Lâu Mộng thì biết. Thì trong đó có một câu như thế này: Tần hô tiểu ngọc nguyên vô sự, chỉ hướng đàn lan nhận đắc thinh. Tức là cái cô thiếu nữ họ Tần á, cổ kêu cái người hầu của cô. Đây là kể lại câu chuyện là cái người bạn trai của cổ á, đến nhà tìm cổ, mà vì hồi xưa nhà phòng ốc nhiều lắm mà cửa đóng kín thì đâu có biết bạn gái mình ở cái phòng nào mà đi tìm. Thì bây giờ cái cô này cũng ở trong phòng, cổ mới suy nghĩ một cách hay, cổ mới mở cái cửa này nè, tự nhiên đọc cái câu chuyện này, đọc tới câu này sao thấy cái bối cảnh này nó giống vậy đó. Đó, mở vậy đó, bạn trai đứng đâu ở dưới á, thì cổ mới mở cái cửa đó ra. Cổ mới kêu Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc. Nhưng mà cổ kêu vậy để làm chi? Để muốn đánh tiếng với bạn trai của mình ở dưới lầu á, em ở đây nè. Nhưng mà nếu mà cổ mở cửa sổ ra mà cổ nói anh ơi đứng đợi em ở dưới là chết. Tại vì ngày xưa làm sao đâu có được dễ dàng hẹn hò như vậy đâu, phải không? Cho nên cổ mới mở cửa sổ ra, cổ mới mở cửa sổ, cổ kêu cái người hầu của cổ: Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, đem một ly trà trân châu cho cô. Hay là đem dĩa kim chi lên cho cô. Kêu như vậy đó. Thì cái anh chàng ở dưới đó, ảnh nghe được, ảnh biết, ồ, thì ra cái bạn gái mình ở cái phòng này. Và câu chuyện đó mới có cái câu là Tần hô tiểu ngọc nguyên vô sự. Cô họ Tần gọi cái người hầu tên là Tiểu Ngọc vốn không có lý do, không có chuyện gì để gọi cả. Tần hô tiểu ngọc nguyên vô sự, nhưng mà mục đích để làm gì? Chỉ hướng đàn lan. Đàn lan là ở dưới á, Đức Lân Quần á, Đức Lan Quân chứ ta lộn. Chỉ hướng đàn lan nhận đắc thinh. Nhận đắc thinh là gì? Nghe được cái tiếng này mà biết. Quý vị hiểu ý không? Thì cái câu chuyện rất là đời, đến rất là đời. Nhưng mà nếu một cái người mà hiểu đạo với cặp mắt đạo thì vẫn có thể hiểu ra được cái câu này bằng cái đạo lý. Thì cái ông Quang này, ông tới thăm Hòa Thượng Pháp Diễn. Thì Hòa Thượng Pháp Diễn mới hỏi: ông có biết câu đó không? Thì ông Quang này ông mới nói: dạ biết, dạ biết. Nhưng mà ông dạ biết thì ông biết cái gì? Ông không biết thiệt, ông chỉ biết câu chuyện bình thường đó thôi. Cho nên Hòa Thượng mới nói: ông biết không? Thì ông này Quang nói: dạ, dạ. Dạ, dạ thì lại tưởng đâu là ông hiểu được cái ý. Cho nên Ngài Pháp Diễn mới thêm câu: cẩn thận, cẩn thận. Ý muốn nói là ông coi chừng, ông chỉ hiểu được cái sự mà ông chưa nắm được cái lý. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè: Phật tử mình đi nghe Pháp, có nhiều khi mình nghe âm thanh ông thầy cũng nói thôi, nhưng mà cuối cùng đứng dậy mình không hiểu nói gì hết. Có không? Có. Thì cái trường hợp này nghe gì? Nghe âm thanh mà không nghe được đạo lý. Có phải không? Cái trong bốn dạng nghe Pháp thì dạng này gọi là gì biết không? Cái này gọi là nghe mà không nghe. Tức là chỉ nghe cái tiếng nói của thầy nhưng mà không nghe được cái thâm sâu của bài Pháp. Cái này gọi là nghe mà không nghe. Rồi trường hợp thứ hai, không nghe mà không nghe. Sao gọi là không nghe mà không nghe? Ngủ. Giống như ngày hôm qua đoàn đi cả buổi tối rồi, cái bắt đầu Pháp Hòa cầm microphone, Pháp Hòa thông báo chương trình ở dưới này, cứ ngon là mình biết rồi đó. Cái này là không nghe mà không nghe. Có không?
Mình cũng nhiều khi vậy đó. Không chừng trong số này nãy giờ cũng có người đang tại sao? Tại thức sớm quá. Thức sớm quá là đi tới chùa đã dậy rồi còn bắt ngồi tréo chân chờ cả buổi nữa. Đó. Rồi có nhiều người ta sao? Nghe mà nghe. Nghe mà nghe là nghe gì? Nghe âm thanh thầy nói, nghe giọng du dương trầm bổng của thầy, nhưng nghe luôn cả đạo lý. Đó, thì cái cô thiếu nữ này, cổ gọi Tiểu Ngọc, nguyên không có việc gì cả. Thì bây giờ mình là cái người tu tập cũng vậy. Cho nên khi mà cái ông quan hỏi vậy rồi đó, thì hòa thượng hỏi, ông biết không? Đọc xong câu thơ, ông biết không? Ông nói dạ, dạ. Nhưng mà thật sự cái dạ của ổng á, là ổng hiểu, ổng nghĩ rằng ổng hiểu được câu nói. Cho nên hòa thượng Pháp Diễn mới khai thị thêm một lần nữa cho ông là cẩn thận, cẩn thận. Nghĩa là ông cẩn thận tôi hỏi đó. Nhiều khi ông chỉ hiểu được cái văn tự thôi mà ông chưa hiểu được cái thâm sâu. Thì lúc đó Ngài Viên Ngộ mới đang đi bên ngoài, nhưng mà không có xa như cái quán ở trước đâu, cũng gần gần đâu đây. Thì Ngài nghe được như vậy, cái Ngài vô, Ngài hỏi sư phụ, nói hồi nãy hòa thượng nói gì với ông đó vậy? Thế thì Ngài Pháp Diễn mới lặp lại cái câu đó. Ngài Pháp Diễn mới lặp lại cái câu đó. Thì xong cái thì lúc đó Ngài Pháp Diễn mới hỏi, Ngài Pháp Diễn đọc lại xong cái ông thầy, ông Ngài Viên Ngộ á, Ngài mới nói hòa thượng nói vậy làm sao? Cái thì sư phụ mới vì lòng tư mà thêm câu nữa, thế nào là ý của tổ sư sang Trung Quốc, sang Đông Độ? Nói tiếng ngày xưa là, tại vì ngày xưa đó là Trung Quốc đó là đối với Ấn Độ là phía Đông, cho nên Ấn Độ hay gọi Trung Hoa là Đông Độ. Thế nào là ý của tổ sư qua phía Đông này? Nói xong cái thì mới đáp rằng cây bách trước sân chùa. Hai câu nó có dính không? Hỏi thế ý của sư qua đây để làm gì? Tự nhiên nói cây bách trước sân chùa. Bây giờ mình nói cho dễ hiểu đi, thầy Pháp Hòa qua Hàn Quốc để làm gì? Nói kim chi kỳ này ngon quá. Dính dáng không? Không dính dáng. Nhưng mà thật là dính dáng. Tại sao? Ở Hàn Quốc có kim chi. Thì khi mà nói rằng thế nào là ý của tổ sư sang đây là một câu hỏi. Ở đây muốn nói rằng mình có nhận được cái ý đó không? Cho nên khi nói đến cái chỗ đó thì Ngài Viên Ngộ bừng tỉnh. Ngài Viên Ngộ bừng tỉnh. Và khi bừng tỉnh như vậy đó, Ngài chạy ra tới cái cửa, thì Ngài thấy con gà nó vung cánh lên và nó ngáy o o. Thì Ngài đi về, Ngài vui mừng, Ngài chạy vô trong phòng của Ngài, Ngài thiền định, và sau đó Ngài làm một bài kệ. Cái bài thơ của Ngài như thế này, Pháp Hòa bỏ cái phần tiếng Hán, đọc tiếng Việt cho đại chúng nghe thôi. Lò hương bên trướng khói vừa tan, say khước diều về nhạc vấn vương. Một đoạn phong lưu thời trai trẻ, chỉ có giai nhân mới hiểu chàng. Thường thường á, mình làm thơ á, thì phải có gì? Phải có tri âm. Người ta hiểu được cái ý thơ của mình. Có nhiều khi mình làm thơ mà người ta không hiểu bài thơ mình nói gì hết, mà người nào hiểu được bài thơ của mình thì mình người đó gọi là gì? Tri kỷ. Tri kỷ và tri âm của mình là người đó hiểu được mình. Thì ở đây Pháp Hòa ví dụ như thế này nè. Ở đây á, tại sao nói là cần cô Tần kêu Tiểu Ngọc nguyên vô sự? Trong Phật Pháp á, nhiều khi mình nói một vấn đề, nhưng mà thật ra cái thâm sâu mình phải nhận chiều sâu ở phía dưới. Pháp Hòa ví dụ như ở Việt Nam mình á, nếu mình rầy con của mình mà nó lo nó ngủ trưa nó không dậy á, cái mình vô mình nói sao? Mặt trời đứng sao rồi? Câu dính dáng gì chuyện ngủ nghỉ vậy đâu. Nhưng mà mình hiểu không? Hiểu ý ba mẹ rầy mình á,
ngủ tới trưa mới dậy, phải không? Thì ở đây cũng vậy, những cái câu nói mà các mình nhiều khi mình nói, Pháp Hòa ví dụ như nói gà gáy rồi, thì người ta đâu có nói giờ giấc gì với mình, nhưng mà ở đây muốn nói tới gì? Nói tới thời gian, nói tới cái chuyện mà đã xong rồi. Cũng như thế, trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta có đủ chánh niệm thì bất cứ việc gì nó xảy ra trong cuộc đời này á, nó đều là cái bài học, nó đều là cái sự tỉnh giác cho mình. Nhiều khi thấy việc này mà mình ngộ ra việc khác. Thì Pháp Hòa kể để chúng nghe, có một hôm á, Pháp Hòa ngồi trên xe, thì thường thường mình đi á, người ta lái ta chở mình á, thì người ta đậu xe đó, thì bên này một chiếc, bên này một chiếc, thì ở lõm nó còn cái giữa đi, ta quẹo vô ta đậu. Thì khi mình ta đậu xe vô á, có lúc đậu ngay mà có lúc đậu méo xẹo. Khi mà mình đậu méo như vậy, mình đi xuống á, hồi hộp không? Hồi hộp lắm. Trời, đậu như vậy biết thằng bên nó quẹt xe mình không ta? Biết nói như vậy mà không chịu bước lên chiếc xe, chỉnh cái xe mình lại. Nếu mình tự thấy tại sao người ta đậu ngay, mình đậu méo, mà mình đậu méo á, mình biết méo mà mình không sửa cái méo đó, mà mình lại cứ bỏ mặc như vậy, thì một lát á, người ta mà có quẹt xe mình, trầy xe mình, thì đó cũng là chuyện bình thường thôi. Mà có nhiều khi bước xuống xe thấy người ta đậu như vậy vẫn nói trong bụng, thậm chí nói ra tiếng, chà đậu kiểu này biết anh bên này quẹt mình không, vậy mà không sửa, có phải là mình biết mà không sửa không? Mình có thường vậy không? Đó. Mình cũng thường như vậy thôi, biết mà đâu có chịu sửa. Cho nên hồi xưa có một vị thiền sư mới hỏi đó, con chó có Phật tánh không? Thì cái vị kia mới nói có. Thì ông mới hỏi, nếu nó có Phật tánh, nghĩa là có trí giác, có sự hiểu biết, thì tại sao nó không lựa một cái thân tướng nào cho đẹp, mà nó lựa chi cái bộ lông xù xù xấu quắc chui vô vậy? Nếu nó có hiểu biết thì tại sao nó không chui vô cái thân đẹp mà nó lại chui vô bộ lông xấu xí này? Thì Hòa Thượng mới nói sao? Vì biết mà cố phạm. Giống mình không? Đó. Thí dụ ngài mới nói á, mặt trăng có bao giờ tròn khuyết không? Có sáng tối gì không? Không. Mặt trời cũng không sáng tối gì cả. Nhưng mà sở dĩ chúng ta không thấy mặt trời, không thấy mặt trăng là vì cái gì? Vì cái gì nó che? Mây nó che. Thì cũng như thế, tâm mình là luôn luôn sáng, không bao giờ tròn khuyết tối sáng gì cả. Nhưng mà cái gì che cái tâm thiện lành của mình? Cái nghiệp. Mà cái nghiệp đó là cái mây, đám mây đó. Mình biết cái đó sai mà mình vẫn làm. Ví dụ như cái tên ăn trộm, đi ăn trộm nhà người ta biết, biết sai không? Nếu không biết sao rình rập, nếu không biết sao đi lén lút, nếu không biết sao coi quẹo coi chùa Viên Ngộ không có camera gắn chỗ nào. Ví dụ vậy, nó biết, nó biết cái sai cho nên nó mới đi lén lút, nhưng mà nó vẫn làm, phải không nào? Mình cũng vậy thôi. Nhiều khi mình biết chửi khẩu nghiệp mà kệ, tức quá chửi thì tính sao. Đó, mình biết làm cái đó là trật đó, làm cái việc đó không đúng, thì cũng như thế. Cho nên á, quý vị nhớ là trong nhà Phật á, đôi khi á, mình thấy một cái việc đó mà mình phải hiểu được cái thâm ý. Cho nên người xưa thường nói á, thánh ý cao thâm, phàm tâm nan trắc. Cái ý của các bậc cao xa đó, nó thâm sâu lắm, cái tâm phàm mình đó khó lường được cái tâm đó. Và cho nên mình không có biết ai như thế nào mà mình đem mình so lường. Vì vậy cho nên mình thấy ai làm việc gì khoan vội phê bình lên án, mà chúng ta phải biết dừng lại để nhìn công việc người ta làm, kẻo mình phạm vào cái lỗi không biết mà vội phê bình. Mà khi cái việc đó mà nó mình phê bình mà mình đi tuyên truyền cái điều sai, thì có phải là mình tạo nghiệp không? Rồi mình ngăn chặn người khác khởi cái tâm thiện lành không? Cho nên không nên đó. Cho vì vậy cho nên cuộc đời này cũng vậy. Thí dụ thôi, ở trong nhà thiền nó có cái cách như nè. Ví dụ bây giờ đại chúng đang ngồi thiền vậy ha, thì có cái người đó họ ngủ gục, họ ngủ gật á, thì cái thầy mà đi giám thiền á mới cầm cái cây á, vỗ trên cái vai của cái người ngủ cái bóp.
Nhưng mà cái anh bị đánh cái bóp á, thì cái anh kế bên làm cái gì? Anh tỉnh. Tại vì anh nghe cái bóp kế bên là ảnh lạng quạng là anh cũng bị cây nữa, phải không? Cho nên ảnh phải lo. Cho nên cái đó đó, tỉnh một người nhưng mà tỉnh tất cả. Thì cũng như vậy, mình thấy một cái khổ của một người thì mình biết cái khổ này nó cũng sẽ giống như mình nếu mà mình không có tỉnh thức kịp thời. Thì ở đây Pháp Hòa cũng muốn nói cho đại chúng để thấy được một cái cách khai thị của chư tổ ngày xưa. Nhiều khi các ngài lấy một câu chuyện nào đó, thấy không? Nhiều khi á, mình nghe được cái tiếng hô, mình nói anh hiểu được câu chuyện không? Nói dạ con hiểu. Nhưng mà anh đâu có biết rằng nếu mà người nào xung quanh ở đó đó mà người ta nghe cô thiếu nữ đó, cô Tiểu Ngọc, thì người ta chỉ biết vậy thôi. Nhưng mà ai là cái người nhận ra cái ý của bạn gái này? Cái anh bạn trai đó. Có phải vậy không? Mình cũng vậy. Nếu mà mình cùng một cái tâm thì nó cùng một cái chỗ đó. Cho nên cái chỗ giác ngộ á, nó không có thể nào mà mình chỉ được, tùy theo mỗi người. Pháp Hòa ví dụ như trong đoàn kỳ này đi với Pháp Hòa qua bên Hàn với Nhật chuyến này đó là hơn 60 người. Thì các vị đi và không ai có một cái tâm ý là muốn gọi là bắt buộc là phải đi chơi gì. Lúc đầu biết rất rõ đây là một chuyến đi hoằng pháp của thầy. Nhưng mà nếu thầy đi một mình thì ổn, sẵn dịp thầy dẫn quý vị đi theo để có một cái chuyến đi thăm viếng các chùa ở Hàn Quốc và mình mở mang được cái hiểu biết của mình về những cái văn hóa Phật giáo các nơi. Và các vị mọi người ăn mặc cũng bình thường, tại vì đây là sao? Không phải là một chuyến đi du lịch bình thường, đây là một chuyến đi tâm linh, hoằng pháp và hành hương. Như vậy thì khi đã hiểu được điều đó, cho hôm qua quý vị có một ngày đi thăm viếng như hôm trước kia, còn ngày hôm nay và ngày mai thì hai ngày này ở trong chùa hoàn toàn, đâu có ai phiền hà gì đâu, tại vì ta cùng một cái hướng đó rồi. Cũng giống như sáng nay nè, Pháp Hòa về đây thăm đại chúng thì đại chúng cũng biết rằng Pháp Hòa có một buổi sinh hoạt ở đây, cho quý vị sẽ đổ về đây cùng một cái hướng đó. Cho nên ai có kêu gọi gì cái tiếng đó, nhưng mình phải biết rằng tất cả cũng chung một hướng thôi. Bây giờ nói qua cái chuyện tu tập nữa, ví dụ lỡ trong cái thời gian tổ chức ai đó có một cái lời nói khó nghe đối với mình, hay thậm chí họ quyền uy đối với mình, đừng có dính cái đó. Chỉ hướng đàn lan nhận đắc thinh. Mình phải biết rằng một lời nói khó nghe này, một hành động quyền uy này, chẳng qua là muốn mọi việc nó đi vào cái khuôn khổ nó tốt thôi. Đừng có vì cái câu nói đó, đừng có vì cái tiếng đó mà rồi chúng ta không thấy được cái chính chúng ta muốn làm. Quý vị hiểu ý không? Cho nên á, từ đó mình mới thấy một câu chuyện rất đời, phải không? Nhưng mà với cái nhìn của người đạo thì nó làm sao? Nó đem lại cho mình nhiều cái ý nghĩa thâm sâu. Còn nói theo nhà thiền là gì? Cái chỗ truyền đạt của đạo không có dùng ngôn ngữ lời nói. Giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự. Ngoài cái sách vở ra, cái này là truyền riêng, phải không? Không có lập thành văn tự gì hết, mà tự mỗi người phải cảm nhận. Cho nên trong chú Đại Bi á, quý vị thuộc chú Đại Bi phải không? Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Ra. Thì trong đó có một câu là tát bà tát bà, nhớ không? Đó, tát bà tát bà. Thì tát bà nghĩa là vì việc lớn đừng quan trọng chuyện nhỏ, phải không? Vì cái đại sự đừng quan trọng tiểu tiết. Thì khi ai đó lỡ làm việc gì bực, sắp sửa là mình buông rồi đó, mình biết là tát bà tát bà. Nghĩa là mình phải vì cái việc chung, còn cái việc này là việc nhỏ. Cho nên lỡ cái người đó họ có một cái lời nói với mình thì nhớ nói với mình chỉ hướng đàn lan nhận đắc thinh. Tức là anh này lên tiếng như vậy, anh nói hùng hổ như vậy, chẳng qua anh muốn việc tốt hơn thôi. Và thưa đại chúng, trong cuộc sống mà Pháp Hòa thường suy nghĩ như vậy,
Đôi khi mình quyết định mình làm việc đó rồi, tự nhiên ở đâu ai xen vô làm ngược lại hết trơn. Pháp Hòa suy nghĩ bây giờ mình đi ra mình nói gì? Nói tôi đã quyết định chuyện này, không ai được thay đổi, là ngã. Ngã, cái bản ngã của mình. Rồi cái nếu mà mình muốn bào chữa là để cho cái ngã mình nó vững chắc một chút nữa, nó tôi là trụ trì, tôi quyết định là phải nghe. Rồi cái ngã nó bự ra thêm chút nữa, phải không? Thì cái đó nó hư chuyện. Thôi bây giờ Pháp Hòa suy nghĩ, thôi người ta làm vậy người ta cũng muốn đẹp, muốn tốt thôi, chẳng qua cái đẹp của người ta nó không hợp với cái đẹp của mình. Có nhiều khi mình thấy như vậy là đẹp mà người kia phải dậm thêm khác vô nó đẹp, cái nó thấy cả lương. Mình thấy cả lương là tại mình, cái nhìn của mình là mình thích cái mốt này, nhưng mà người kia ta thích cái kiểu kia. Cho nên mình thấy được như vậy rồi á, thì cái sự tu tập mình nó qua được, mình nhận ra được cái âm thanh đó. Cho nên thưa đại chúng, trong cuộc đời, trong đời sống hàng ngày của chúng ta, không luận là chuyện tu hành, trong cuộc sống hàng ngày của mình thôi, bất cứ cái việc gì nó xảy đến thì quý vị chỉ nhớ rằng á, cái này nó xảy ra nó cũng có duyên do, chứ không phải. Mà nếu mà chúng ta nhận ra được thì chúng ta sẽ tìm ra cho mình được một lối thoát, một cái sự tu. Pháp Hòa ví dụ, một hôm nào đó sau gần đây cả tháng nay á, mình hay bị mệt hoài. Đó là tiếng nói của sức khỏe mình, nó nói cho mình biết là mình không xong rồi, thì mình phải đi khám bác sĩ. Tức là đánh ra một cái tiếng đó để cho mình nhận ra một âm thanh nào đó từ trong cái sức lực của mình. Thì nhờ mình đi khám bác sĩ, nhờ nó mệt nó lên tiếng vậy đó. Chứ có nhiều cái bệnh nó không có lên tiếng, nó âm thầm nó quánh mình một cái mình tơi bời luôn, phải không? Giờ là nếu mà nó có một cái signal, tiếng Mỹ gọi là những cái dấu hiệu gì đó, một cái signal nào đó, thì mình sẽ hiểu được rằng mình nghe được cái âm thanh đó, nghe được cái tiếng đó, để chúng ta nhận ra được một vấn đề. Thôi thì hôm nay Ngài Viên Ngộ thiền sư đó, Ngài ngộ cái chỗ là tại sao con gà nó ngáy, nếu con gà nó gáy lên mà mình cũng có thể hiểu được. Anh nghe tiếng gà gáy, nếu mà mình chỉ nghe bình thường là tiếng gà gáy, nhưng nếu cái người mà người ta biết về giờ giấc thì nó nói là sao, sáng rồi, trưa rồi, vân vân. Ở trong chùa, ở Việt Nam, ở làng xóm mình hồi xưa đó, nghèo đâu có đồng hồ đâu, mà ở mỗi làng có một cái chùa, thì người ta dạy người ta đi buôn bán bằng cái tiếng gì? Tiếng chuông chùa. Hễ nghe chùa mà đổ chuông là biết 3 giờ sáng rồi đó, phải không? Nếu nghe chùa mà đổ chuông là biết 3 giờ sáng. Ở Việt Nam mình không còn nhớ hồi nhỏ, mỗi lần mà trên đài phát thanh họ phóng thanh lên, phải không? Đây là đài tiếng nói phát thanh từ làng sống gì đó, là biết mấy giờ? 6 giờ, 5 giờ gì đó. Ai mà đi qua bên Bồ Đề Đạo Tràng, chỗ Ấn Độ mà chỗ Phật ngồi thành đạo đó, đúng 5 giờ sáng thôi, đúng 5 giờ sáng thôi là bắt đầu họ mở loa ngay cái tháp giác ngộ. Bù đăng saranang gacchami là mình biết 5 giờ sáng rồi đó. Giờ ai mà ngủ đâu làm gì mà nghe họ phát cái âm đó biết 5 giờ sáng. Như vậy thì cái tiếng đó, cái tiếng phát đó, nếu mà người bình thường tiếng gì vậy, nhưng mà nếu mình biết thì cái, mình nhận ra cái tiếng đó để mình nhận ra một cái vấn đề khác. Hiểu không? Hiểu được chỗ đó không? Thì cũng như thế. Cho nên ví dụ như nè, mình đang gây gỗ với ai đó, kêu chị kia lại nó dỗ dai, sống này chết mai, người ta muốn nói gì với mình? Vô thường, sống nay chết mai, ở đó mà hăng mà gây. Thí dụ vậy đó. Có nhiều khi người ta nói câu gì đó, nhưng mà cái mình phải nhận ra được cái ý sâu ở bên trong đó, người ta muốn nói cái gì với mình. Quý vị hiểu không? Rồi thì từ đây quý vị, Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe hai thiền sư Viên Ngộ, một vị ở Việt Nam, một vị ở Trung Hoa. Và thiền sư Viên Ngộ đó, cuối đời của Ngài, Ngài làm bài kệ như thế này trước khi Ngài mất nè. Đã triệt không công, bất tất lưu kệ, hãy để ứng duyên, trân trọng, trân trọng. Bài kệ là đã triệt không công, nghĩa là người đã thấu triệt được cái đạo lý rồi đó, thì không có kể công gì hết trơn. Mình sống, mình ví dụ như giờ mình làm việc gì, làm hết lòng,
làm triệt để nhưng mà không có thấy cái công gì của mình hết á. Tại sao vậy? Tại vì vì thấy được như vậy cho nên Ngài không để lại bài kệ nào hết, gọi là bất bất tất lưu kệ, không cần phải lưu dấu một cái gì hết. Không cần phải lưu dấu gì hết. Vì sao? Hãy để ứng duyên, mọi duyên đó là bình thường như vậy. Thì sao? Ngài trân trọng, đó là trân trọng. Trân trọng là sự muốn gửi gắm cho mọi người. Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ quý vị sống ở đây cũng vậy, mình làm hết tâm của mình, mình bất cứ việc gì mình làm cha, mình không có cần phải ai nhớ công nhớ gì hết. Còn mọi việc như thế nào là tùy theo cái duyên phước của mọi người. Mình sanh một đứa con ra, chắc gì mình dạy nó được. Mặc dù nhiều khi mình uống nó dữ lắm, nhưng mà uống được. Đó. Cho nên mình hiểu được cái đạo lý đó, thì nhiều khi mình thấy cái cảnh khổ của người khác cũng là một cái tiếng vang lên để tự nhắc nhở chính chúng ta. Thì ngộ được như vậy, thấu đáo được cái lẽ đó, thì mình hiểu được tận cùng của mọi cái vấn đề, gọi là viên ngộ. Cho nên á, trong cuộc sống chúng ta đôi khi mình thấy tại sao hai người chúng ta kỳ vậy, mình không phải là người trong cuộc, đúng không? Thì mình mới nói người này kỳ người kia cục. Chứ thiệt sự tới hồi mình hiểu rồi, người nào cũng kỳ ra cả cục, chứ không phải người một người kỳ cục không đâu, đúng không? Nếu mà không có hai cục cũng đâu có chuyện. Phải không? Cho nên á, trách người một, trách ta mười, trong đó có mình. Cho nên ngay cả chuyện Kiều cũng vậy. Thí dụ như chuyện Kiều, nếu mà thế gian người ta nghe thì chuyện Trần tốt, nhưng mà đối với cái người có cái cặp mắt đạo á, thì cả một cái tác phẩm chuyện Kiều là một công án lớn cho đời người chúng ta. Pháp Hòa ví dụ, quý vị có nhớ Hoạn Thơ là ai không? Hoạn Thơ là vợ của ai? Vợ Thúc Sinh. Mà ghen không? Mình có cái máu đó không? Cho nên mỗi lần ai ghen mới rồi Hoạn Thơ lên. Máu Hoạn Thơ. Rồi mình có cái tánh nhút nhát của Thúc Sinh không? Rồi xin lỗi, mình cũng có những cái tính của Kiều, của Tú Bà, của Kim Trọng. Tất cả những nhân vật trong truyện Kiều đều ở trong mỗi con người chúng ta hết. Có những lúc mình cũng tánh tình mình cũng sao, ích kỷ, thậm chí xấu như là Mã Giám Sinh. Cho nên đó là những cái chủng tánh xấu mà tất cả chúng sanh mình đều có. Nhưng mà tại mình tu á, thì mình làm gì? Mình không để nó sinh khởi, mình nhận ra. Cũng giống như, xin lỗi đại chúng, là mình nuôi con đó, biết con mình đứa nào có tánh nào sao, mình ráng mình kèm nó. Mình biết cái tánh nó vậy, mình ráng mình kèm nó, mình không để cho nó bộc lộ cái đó theo cái thói xấu của nó lớn lên. Thì chúng ta cũng vậy. Cho nên nó quán tâm là gì? Tu mà quán được cái tâm mình là mình thấy được cái tâm của mình. Mà người mà thấy được cái tâm, rõ được cái tánh mình đó, gọi là minh tâm kiến tánh. Mà người minh tâm kiến tánh là người thành Phật. Người nào mà minh tâm của mình, rõ tánh của mình là mình thành Phật. Cho nên cái chữ thành Phật là nói gọn, còn diễn đạt cái đó nhiều cách lắm. Vì diễn đạt được cái chỗ giác ngộ đó nhiều cách lắm. Thí dụ như bây giờ mình khởi lên một cái tâm xấu, biết đó, tôi đang tham nè, tôi đang sân nè, biết rõ như vậy đó. Vì quý vị thấy rằng nếu như bình thường một cái tác phẩm truyện Kiều mình đọc thì mình thấy trần tục vậy đó. Nhưng mà với cái nhìn của người đạo thì qua một cái tác phẩm đó chúng ta luôn lạc được hết. Cho nên hồi xưa cái chuyện Tây Du Ký cũng vậy, có nhiều người cũng lên án cái bộ truyện đó, nói là bài xích Phật giáo rồi thế này thế kia. Tùy mình à. Cho hồi nhỏ mà nhớ có câu nè: ba cô đội gạo đi chùa, một cô yếm thấm bỏ bùa sư đeo, sư về sư ốm tương tư, ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu. Mình nghe câu chuyện đó mình cũng nghĩ người ta đang châm biếm người tu đó. Nhưng mà nếu mình nghĩ vậy cái tự nhiên mình bực. Dù họ có cố tình châm biếm người tu, nhưng cái bài thơ đó lọt vô tai người tu thì mình sẽ hóa giải cái quán kết với họ.
Ba cô đội gạo đi chùa, một cô yếm thấm bỏ bùa sư đeo, đó là cái tâm bình thường của chúng sanh, phải không? Rồi sư lỡ có thương cô đó, sư về sư ốm tương tư cũng là chuyện bình thường, vì sư cũng là người, chứ sư gỗ đá gì đâu mà không ốm tương tư. Nhưng mà có hay cái là ốm lăn ốm lóc mà sư vẫn còn tu. Tại vì ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu, mà trọc đầu thì nghĩa là còn tu. Còn nếu mà sửa lại là ốm lăn ốm lóc nên sư ra đời, cái đó chịu chịu để chống hết, không còn gì để nói. Như vậy người ta dục cho mình một viên thuốc độc, nhưng mà vô tai của người tu thì độc dược biến thành cam lộ. Cho nên Ngũ Bách Danh Quan Âm á, lại Ngũ Bách Danh Quan Âm á, 500 danh hiệu Quan Âm, trong đó có một câu Nam Mô Sử Độc Dược Biến Thành Cam Lộ Tương, nghĩa là khiến tất cả độc dược này trở thành ra chất cam lộ hết. Ngài Huyền Giác nói nè: Tùng tha bán nhậm tha phi, bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì, ngã văn khắp tợ, ngã văn khắp tợ ẩm cam lộ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghi. Thầy kệ cho người ta phỉ bán mình, tùng tha bán nhậm tha phi, người ta muốn phỉ bán mình, muốn nói tốt xấu gì về mình, giống như cầm cái đuốc mà đốt trời vậy thôi. Bả hỏa thiêu thiên, thiêu thiên là đốt trời, đồ tự bì, những cái tàn đó, đó nó rớt xuống, nó phỏng da của người ta. Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì, ngã văn khắp tợ ẩm cam lộ. Mình có nghe đi nữa cũng giống như là mình uống nước cam lộ. Tiêu dung đốn nhập bất tư nghì, dung hết, ôm hết, gom hết, bất tư nghì, không có cái gì mà lường được hết. Cho nên á, người ta chửi mình mà mình không phải như vậy thì tự nhiên nó bình thường. Còn mình nổi nóng như vậy thì nghĩa là mình nhận rồi đó, mình nhận mình là vậy rồi đó. Cho nên á, người ta quăng cho mình một cái độc, nhưng mình biến cách, mình biến chế. Quý vị thấy ở đây nè, cái gì họ cũng có thể làm ra kim chi hết. Mới đầu ai không biết á, tưởng đâu kim chi chỉ là làm một loại cải thôi. Thì mà qua tận xứ Hàn mới biết là dưa leo kim chi, củ cải kim chi, cái gì cũng kim chi được, có phải không? Thì mình cũng thế thôi, mình cũng có một chai gia vị của chánh niệm, của tỉnh thức. Thì bất cứ ai đưa cái gì vô mình pha chánh niệm tỉnh thức vô thì tự nhiên cái đó nó biến thành ra pháp tu tập hết cho mình, được không? Mà cứ như thế mà mình quán, cho đến một ngày nào đó tất cả cái chỗ tỉnh của mình đó, đụng đâu mình nhìn mình cũng thấy đều là sự giác ngộ hết, thì gọi là viên ngộ. Nhìn lá vàng cũng đẹp, nhìn lá xanh cũng đẹp. Quý vị biết cái bài đây là tịnh độ đó không? Bụt là lá chín, pháp là mây bay, tăng thân khắp chốn quê hương nơi này, thở vào hoa nở, thở ra trúc lây, tâm không ràng buộc tiêu dao tháng ngày. Mình thấy một lá vàng nó rơi, bất cứ cái chỗ nào nó cũng đều diễn được cái bài pháp vô thường tu tập. Thí dụ mình thấy lá vàng thì mình thể quán được vô thường, phải không? Và duyên sinh. Duyên sinh là gì? Ngộ hen, trời ấm cái lá nó xanh, trời chuyển lạnh cái lá nó vàng, cái nó rơi xuống đất cái nó biến thành phân bón. Mình thấy cái cây trụi lơ mình tưởng nó chết, nhưng mà không, năm tới đủ duyên ấm nó lại trổ ra lá. Như vậy thấy nó chết mà nó không thật chết, chẳng qua là đủ duyên để nó ẩn như vậy, rồi đủ duyên năm sau thì nó hiện, phải không? Cho nên đối với Phật tử, Phật không có chết, Phật chỉ thị hiện thôi. Phật bây giờ Phật không còn ở thế giới ta bà của mình, nhưng mà Phật đang ở một quốc độ nào khác đó để làm cái công việc của Ngài. Cha mẹ mình cũng không có chết, chết là thân tướng thôi. Tại vì mình sanh trong cái thế giới này thì mình đi theo cái chu kỳ là một khoảng thời gian nào thì cái thân xác này nó phải già, nó bệnh, nó rã ra. Và quý vị thấy không, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, linh diệu vô cùng. Đó, từ cái chùa Hàn giờ thành cái chùa Việt. Đó, cái gì mà do mình thôi, có phải không nè? Thì thôi, thì hôm nay Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng á, ngộ là tỉnh,
thì bất cứ việc nhỏ nào chúng ta tỉnh từ nhỏ, bất cứ góc độ nào mình cũng tỉnh được hết, cái mình gom lại thành viên viên ngộ. Chứ đừng đợi tới chỗ mà nguyên cục mới ngộ. Ngộ từng giây phút, ngộ từng vấn đề. Thấy lá vàng ồ, lá vô thường lá xuống. À, có một vị đi thiền hành đó, một chiếc lá vừa bay, một chiếc lá vừa rơi, bay đẹp cả phương trời. Lá về ôm đất mẹ, rồi lá lại luân hồi. Tức là lá biến ra thành phân bón, nuôi dưỡng cho tiếp tục những cây khác. Đúng không? Xuân hạ thu đông bốn mùa đắp đổi với nhau. Duyên đấy. Bây giờ mưa nó rơi xuống mà đủ cái khí lạnh cho nó thành ra gì? Tuyết. Rồi nước nóng bốc hơi lên thì gọi là mây. Mây rơi xuống làm, khi nó rơi là mình kêu mưa, xuống tới đất kêu nước. Múc để một nồi bỏ rau vô kêu canh. Để vô trong cái kia gọi là trà. Pha miếng đen đen kêu cà phê. Nhưng mà cũng là nước. Rồi bây giờ nước mà người ta đi tiểu nó đổ ra cái cống chính, rồi nó lọc nhiều lần, nó đưa vô trong city cho mình xài, kêu là nước sạch. Nhưng mà sạch từ đâu? Từ cái chỗ dơ. Vậy Bát Nhã Tâm Kinh gọi là bất cấu, bất tịnh là đúng rồi chứ gì nữa. Anh với con mắt bình thường của anh nhìn anh có sạch có dơ, nhưng với người tuệ giác ta nhìn cái sạch với cái dơ này nó cũng là một thôi. Tại qua là lọc nhiều. Rồi bây giờ cái nước mình cho là sạch nhất như là cái nước đang uống đây, bây giờ tại mình không thấy thôi phải không? Chứ nếu mà đưa ra cái kính hiển vi đó thì trong này có vi khuẩn không? Có vi trùng không? Có. Vậy thì trong ly nước sạch vẫn có cái dơ. Trên con người sạch dơ không? Ôi, nó sạch lớp mỏng thôi. Cho nên ngài Hư Vân mới gọi đây là cái đải da, cái đẩy, cái túi đựng đồ dơ chẳng qua là một cái lớp mỏng khuất, rồi mình khéo spray xịt lên đủ mùi thôi. Chứ còn thiệt sự ra cái này chỉ là cái mà chúng ta khỏa lấp chứ không có gì hết. Mình thấy được như vậy đó thì tỉnh ngộ từng giây từng phút. Cái chỗ mà muốn nói là chỗ đó, chỗ mà muốn nhắc đại chúng là nếu người Phật tử có tu tập bất cứ cảnh duyên nào cũng đều là cảnh duyên để mình ngộ hết, tỉnh hết, nhận ra được các pháp hết. Vậy thì hiểu được cái chỗ đó rồi thì mình là một Phật tử viên ngộ. Thôi sáng hôm nay mình sinh hoạt vậy thôi ha. Rồi có ai có thắc mắc gì nữa không? Thầy hát cho đệ tử nghe một bài. Rồi bây giờ thầy sẽ mời đệ tử lên hát cho thầy nghe trước. Thầy giờ phát quà tập cho đại chúng hát bài Thu Đẹp Đã Về Rồi. Một lá ngô đồng rơi có hay chăng người ơi, một lá ngô đồng rơi thu đẹp đã về rồi. Hai ba. Một lá ngô đồng rơi có hay chăng người ơi, một lá ngô đồng rơi thu đẹp đã về rồi. Một lá ngô đồng rơi có hay chăng người ơi, một lá ngô đồng rơi thu đẹp đã về rồi. Lờ lững trên trời cao chiếu lên nước hồ xanh, lờ lững trên trời cao mây đẹp còn dừng thân. Cái bài hát tại mình sắp mùa thu rồi, đại chúng học để mai mốt mùa thu mình lên trên chùa mình hát. Ở đây mùa thu là Pháp Hòa nghĩ là sẽ đẹp lắm đó. Một lá ngô đồng rơi có hay chăng người ơi, một lá ngô đồng rơi thu đẹp đã về rồi.
lờ lửng trên trời cao, tức là cái lá nó bay lờ lửng trên trời cao, chiếu lên nước hồ xanh, lờ lửng trên trời cao, mây bạc còn dựng thành. Rồi, 2, 3. Một lá ngô đồng ơi, có ngay trăm người ơi. Một lá ngô đồng ơi, thu đẹp đã về rồi. Lờ lửng trên trời cao, chiếu lên nước hồ xanh. Lờ lửng trên trời cao, mây bạc còn dựng thành. Lờ lửng trên trời cao, chiếu lên nước hồ xanh. Lờ lửng trên trời cao, mây bạc còn dựng thành. Bài còn mấy đoạn mà thôi, giờ học đoạn cuối nữa thôi. Học tu tắc ha. Niềm thương trong lòng tôi, thắm tươi không nhạt phai. Niềm thương trong lòng tôi, thu đẹp vẫn còn hoài. Niềm thương trong lòng tôi, thắm tươi không nhạt phai. Niềm thương trong lòng tôi, thu đẹp vẫn còn hoài. Thế đại chúng, vào cái thời của Đức Phật á, có một vị sa di tên là Hiền Trí. Thì cái vị sa di này á là một vị sa di chứng đạo, gọi là chứng A-la-hớn, trẻ nhất trong số các vị chứng quả. Và quý vị biết sa di á, là người mới tập tự đi vào chùa xuất gia, thọ 10 giới và làm một vị mới tu trong vòng vài năm trước khi vị đó được tiếp nhận với tỳ kheo, chính thức gia nhập vào tăng đoàn. Thì vị sa di này á mới có 7 tuổi thôi, và đi theo ngài Xá Lợi Phất để mà tu tập. Ngày xưa mà các vị nào vô tu á thì Đức Phật thường nhận nhưng mà giao qua cho các thầy lớn như là thầy Xá Lợi Phất, thầy Mục Kiền Liên hướng dẫn. Thì Pháp Hòa đọc thì thấy là phần lớn ngài Xá Lợi Phất trực tiếp hướng dẫn. Thì một hôm á, ngài Sa Di Hiền Trí này đi trên đường với ngài Xá Lợi Phất thì thấy người ta vét đất, vét mương để dẫn nước vào trong ruộng. Thì ngài mới hỏi ngài Xá Lợi Phất là người ta đang làm cái gì. Thì ngài Xá Lợi Phất mới nói là người ta đang vét đất làm mương để mà dẫn nước vào trong ruộng, để có nước làm ruộng. Thì ngài mới suy nghĩ, đất là vật vô tri, mà chúng ta là người có trí, và nhờ mình có trí cho nên mình mới biết dụng đường, mở đường dẫn nước vào làm ruộng. Ngược lại, tâm của chúng ta mà chúng ta không biết khai thác, chúng ta không biết mở mang để dẫn những cái nguồn nước trong sạch, những cái lời thanh lương vào trong tâm thức của mình thì nó uổng quá. Thì quý vị thấy á, mới có 7 tuổi thôi mà thấy người ta vét đất làm mương mà nghĩ sao con người mình không làm được như thế. Con người mình hơn là mình có đủ thông minh để mình làm việc đó, nhưng mà đôi lúc trong cuộc sống chúng ta quên mở ra cho mình một cái tâm rộng lượng, hay là mở lòng để mình tiếp nhận những cái nguồn mạch, những cái lời dạy để làm trong sáng cái tâm thức của mình. Thường thường á, mình có một cái thói quen là nhìn cái gì á, mình hay tác ý. Nhưng mình có tác ý đúng không? Phần lớn là tác ý không có đúng. Cho nên người gọi là phi như lý tác ý.
Phi như lý tác ý, tức là mình nhìn cái đó mình không có tác ý đúng như sự việc nó, mà chúng ta lại suy diễn cách khác. Và cái khổ của chúng ta, cái phiền não của chúng ta, nó sinh khởi từ những công việc đó. Cho nên Sa Di Hiền Trí suy nghĩ rằng tại sao người ta có thể vét đất, dẫn nước mà chúng ta không biết tạo cho mình, mở cái lòng của mình. Hay là chúng ta không có biết rằng làm sao chúng ta có được cái tri giác để chúng ta mở tâm mà chúng ta vươn lên chúng ta sống. Nhiều lúc mình gặp một cái cảnh khổ thì mình dính vào cái cảnh đó, mình không có biết mở ra cho mình một hướng cao đẹp. Có nhiều người, người ta khổ xong cái ta cũng mở cho người ta cái hướng, là cái hướng đó là hướng đi chơi, mà người ta thường nói đi chơi để hết, để giải khổ. Nhưng mà nói theo truyện Kiều vậy đó, lúc tỉnh rượu à, khi tỉnh rượu lúc tàn canh, một mình lại thấy mình xót xa. Hết rượu rồi thì cái buồn lúc mình uống vô thì chẳng qua nó say để mình không còn suy nghĩ tới nó. Nhưng mà khi mà mình tỉnh rượu rồi thì khổ vẫn khổ, mà con người của mình thì mệt nhòi và không có thể nào giải thoát được. Và nó đưa mình đến cái chỗ đau khổ, mình muốn đến cái chỗ kết liễu cuộc đời của mình. Vì vậy cho nên hằng ngày chúng ta trong cuộc sống, thế nào chúng ta sẽ gặp những cái cảnh mà nó làm cho chúng ta cảm chừng như là bế tắc, nhưng mà thật không có bế tắc. Nếu chúng ta quyết thì chúng ta sẽ làm được. Quý vị ở Hàn Quốc này, khi quý vị mới đến thì quý vị có khổ về ngôn ngữ không? Có khổ về thức ăn không? Vì người Việt Nam qua nước Mỹ, qua nước Canada, các nước khác cũng giống thôi, không có gì khác hết. Mới qua thì tiếng Mỹ cũng không biết, và thậm chí mở cái thực đơn ở trong khách sạn ra không biết kêu cái gì hết, mà nó thỉnh thoảng trong thực đơn họ chụp vài cái hình họ quảng cáo, thấy cái hình là quen quen mặt cứ chỉ. Trời Phó Hòa có một chú Phật tử, chú không biết cái đó món gì, mà chú chỉ biết một món duy nhất là cái bánh gato, bánh cake ấy. Là tuần ngày nào chú cũng chỉ cái bánh đó, mà chú ăn suốt 2 tuần lễ. Tại vì thường lúc Việt Nam mình mới qua là chính phủ sẽ giúp cho mình trong vòng một thời gian đầu, ít nhất là vài tuần lễ đầu, để cho mình ổn định cuộc sống, nhà cửa vân vân. Thì ngày nào chính phủ cũng cho người tới dẫn cái gia đình này đi ăn. Rồi thì ổng mở cái thực đơn, không biết kêu gì hết, ổng cứ chỉ cái bánh khét. Và từ đó về sau, bây giờ ổng ở nước ngoài 40 năm, ổng không bao giờ đụng vô cái bánh nữa. Cho nên khi mà chúng ta gặp cái cảnh nào, nhưng mà chúng ta đâu có dừng ngay đó. Vì cái này đâu phải mà chúng ta sẽ biết rằng khi chúng ta thay đổi môi trường mới thì chúng ta sẽ gặp một ít khó khăn. Nhưng mà cái khó khăn đó nó không phải là cái điểm chính yếu để chùn bước mình. Có cái khó khăn nào hơn khi chúng ta tìm mọi cách đi tìm con đường sống? Quý vị đi làm mọi cách để qua được nước này, khó khăn không? Khó. Vậy thì cái khó mà phải ngôn ngữ, cái khó mà về thức ăn có là vấn đề không? Nó không là vấn đề so với những cái khó khăn mà chúng ta phải gặp. Cũng giống như thưa đại chúng, làm một cái ngôi chùa cũng khó đó, nhưng mà không khó bằng nuôi dưỡng tâm một chúng sanh, hay là độ cho một chúng sanh tu khó lắm. Hay là bây giờ mình thương cái anh đó, gia đình đó cản trở mình, rồi cuối cùng vượt qua bao nhiêu cái hàng rào cản trở, mình cũng được về sống với người đó. Nhưng mà cái khó bây giờ là gì biết không? Làm sao mình với họ có hạnh phúc. Chứ còn cái chuyện mà mình vượt qua những cái hàng rào cản trở của người nhà thì nó đã khó rồi. Nhưng mà không khó bằng mình hiểu nhau để sống đời ở kiếp. Mà thường thường á, có những cặp vợ chồng vượt được những cái khó gia đình hay vân vân, nhưng mà cuối cùng cũng đổ vỡ là vì không có mở ra cho mình một cái tâm chấp nhận được người kia, và không có mở lòng để thấu đáo người đó. Cho nên tâm trí mình không mở thì cảnh nào mình cũng bế tắc. Và Sa Di Hiền Trí đã tìm ra được cho mình một pháp tu. Một cái pháp tu là tại sao đất mà người ta còn đào ra được để dẫn đường đi, mà tâm của chúng ta không đào xới lên được để chúng ta tiếp nhận những cái gì màu mỡ khác. Một cái miếng đất khô cằn chúng ta xới lên thì nó cũng sẽ thành ra một cái miếng đất tốt. Ở trên tu viện Tây Thiên á, thiệt tình là hồi nào giờ mình ở phố, bây giờ là đúng là bỏ phố lên rừng.
đi tìm đất mua để làm cái tu viện cho đại chúng tu tập. Nhưng khi đi đến đó mua đất á, thì thấy cảnh quan thích, thấy nó có những cái cơ sở sẵn mình thích, như là cái chuồng bò, như là cái nhà cũ, mình nghĩ trong đầu là mình có thể sửa sang lại thành tu viện vân vân. Nhưng mình quên những cái khó khác. Quên những cái khó khác là đất ở đó toàn là đất sét, trồng cây khó vô cùng. Và vì những cái nhà đó họ xây như là những cái chuồng bò là phần lớn là cho thú vật, mà hễ có người mình muốn sửa sang lại ở á, thì phải bỏ hết những cái đó để thay vào đó những cái tường, những cái vách, những cái cách nhiệt vân vân bằng cái vật liệu mà thích ứng cho sức khỏe con người. Mình không nghĩ mấy cái đó. Thứ nhất là đất nhiều là 160 mẫu. Thứ hai ham rẻ. Lúc đó mình mua là 160 mẫu đất đó, một cái chuồng bò cả mấy ngàn mét vuông đó, một cái nhà 5 phòng ngủ, một cái gara, hai chỗ đậu xe, mà 650 ngàn. Mà thời điểm đó mà mua như vậy gọi là rẻ. 2007 mà lúc đó kinh tế rất là lên và nhà cửa rất đắt, mà mình mua được cái chỗ như vậy mà có một hàng thông rất là đẹp như vậy. Nhưng mà khi đi vào trực tiếp vào vấn đề thì khó vô cùng. Như rồi cuối cùng sau 10 năm tất cả những cái khó đó mình cũng làm được. Bây giờ Pháp Hoài coi lại mấy cái hình mà lúc mà mới mua rồi mới bắt đầu lên khai hoang mà làm đó, khác một trời vực. Mình không thể tưởng tượng được rằng một cái miếng đất mà không có gì hết mà ngày nay xây dựng lên những cái đạo tràng như vậy. Thì Sa Di Hiền Trí này đã tạo ra cho, đã suy nghĩ được cái cách để làm sao mình thấy cảnh đó mà mình tiếp nhận được một cái pháp tu. Thì cái này á, ở trong nhà Phật chúng ta thường dùng không có pháp nào không phải là Phật pháp. Và tại vì chúng ta không đủ chánh niệm tỉnh giác để nhận ra cái pháp đó thôi. Rồi một hôm khác, Ngài đi trên đường, Ngài thấy người ta lấy một cái cây để mà chuốt thành những cái mũi tên bắn. Thì Ngài mới hỏi Ngài Xá Lợi Phất là: thưa Thầy, người ta đang làm gì? Ngài Xá Lợi Phất nói: người ta đang dùng gỗ, người ta chuốt thành những mũi tên để làm những cái cung tên để bắn. Thì Ngài mới nói rằng, Ngài suy nghĩ rằng gỗ cây là vật vô tri, vậy mà người ta có thể chuốt nó thành những mũi tên nhọn để mà bắn được một cái gì đó rất là xa. Thì Ngài mới nói rằng tại sao chúng ta không có uốn nắn được cái tâm mình, nó trở thành ra những cái cây cung tên nó mềm mỏng như vậy. Thường thường mình biết cái gì là mình cứng ngắc à. Mình chấp vào cái mình biết mà không bao giờ mình mở lòng. Cho nên thưa đại chúng, cái chữ địa ngục á, mà người ta định nghĩa đó, địa là gì? Là dày chắc, ngục là tối tâm. Khi mà tâm mình á, chấp vào những cái điều mình biết và không bao giờ xê dịch và biết chắc mình biết đúng không? Hay là cái mình biết nó đang rất là mê mờ, mà rõ ràng quá mê mờ mà mình cứ nghĩ là cái đó là tốt. Cho nên từ một cái miếng gỗ mà người ta chuốt nó ra thành những cái cung tên mềm mỏng để mà người ta sử dụng được, để người ta bắn những cái gì rất là xa. Thì nếu cái tâm của mình mà không có uốn nắn cho nó mềm mỏng, cho nó uyển chuyển, hay là nói cách khác là mình làm sao mở cái lòng của mình, làm sao để cái cách sống của mình nó có được một cái sự uyển chuyển tùy duyên. Quý vị thấy hồi lúc mình chưa đi Hàn Quốc á, thì mình nghĩ là cái bắp cải mà để làm kim chi á, người Việt Nam mình quen gọi là cải kim chi. Đi chợ thấy bữa nay tôi đi mua cải kim chi về nấu canh. Nhưng mà cứ nghĩ trong đầu là kim chi là có cái cải đó thôi. Dĩ nhiên là cái cải đó là chính, nhưng mà người ta có thể làm ra bao nhiêu món kim chi khác. Hôm qua quý vị có ăn dưa leo kim chi phải không? Nghĩa là tùng tất tiến tất thông á. Khi mà mình đoàn mình vô kim chi hết rồi, rau cải hết rồi, bắt đầu vô sắc dưa leo ra, cùng tất biến, múc cái sốt kim chi trộn vô, biến tất thông.
gặp cái lúc hết thức ăn thì mình phải có cái gì mình quyến chuyển. Và các cô nhà bếp là giỏi cái đó đó. Thì cái đó gọi là cùng tất biến, biến tất thông. Gặp lúc cùng, lúc nguy cùng, chúng ta có linh động được sự sống. Mà hãy chúng ta biến hóa là mọi việc nó thông hết. Ví dụ như giờ mình nấu ra cho 100 phần cơm mà tự nhiên đâu ra thêm mấy trăm phần nữa thì luôn búng. Ngày hôm qua Pháp Hòa lên thăm mấy ở trên phòng của cộng đồng người Việt, chùa Dược Sư ở đây cho người Việt mình một cái building để mà sinh hoạt hàng tuần. Các thầy dẫn vào lên thăm cái chỗ đó. Quý hai thầy ở đây cái tâm lượng rất là rộng lớn đối với cộng đồng người Việt, cho một cái khu vực riêng cho người Việt sinh hoạt. Và các ngài không màng người Việt mình phải đóng góp một đồng nào tiền điện nước hàng tháng hết, không cần. Và cả cái cộng đồng Phật tử chùa Dược Sư này cũng đồng tình ủng hộ chuyện đó. Và quý ngài chỉ dặn người Việt mình là miễn sao mình sinh hoạt tốt trong cộng đồng Phật tử người Việt mình là được, các ngài không cần gì hết, cho nguyên cái building sinh hoạt vậy. Thì ngày hôm qua Pháp Hòa lên, thì hồi chiều hôm qua sau bao nhiêu ngày ăn bim bap tối hôm qua mới được ăn bún bap. Quý vị được ăn bún, nhưng mà rồi cái khuya tối lại thì đông người ở các tỉnh. Ngày hôm qua là các vị ở các xa lớn thăm, đi xe 2 tiếng 3 tiếng ngủ đêm ở đây để làm sao giữ được cái ngày hôm nay. Thì Pháp Hòa thấy các chị luộc bún và biến thêm là gì, cái nồi nước lèo hết rồi. Bây giờ bắt đầu để rau, để món này món kia vô, miễn có một tô bún khô, bún bì, bún gì, miễn có một món ăn. Phải không? Cùng tất biến, biến tất thông. Thì cái tâm của mình cũng vậy, từ một cái miếng gỗ cứng mà biết chuốt, biết mài, biết dũa thì nó cũng trở thành ra một mũi tên. Mà cái tâm uyển chuyển mềm mỏng đó bắn được rất xa, đi được rất xa. Quý vị thấy á, nếu mà mình chắc không, tôi là người Việt, tôi cũng sinh hoạt với người Hàn, thì sao mình có chỗ. Mà nếu như người Hàn mà chấp kỳ thị với mình thì có lẽ mình không được ngồi đây. Giống như lần năm ngoái tháng 9 ai đi với Pháp Hòa qua Đài Loan thì cũng thấy đó, sư bà của Thiện Đạo Am mở lòng với cộng đồng Phật tử người Việt cho sinh hoạt, nghĩa là bếp núc cái gì của chùa đó mình cứ vô mình sử dụng một cách thoải mái thôi. Thậm chí phòng ốc trên lầu là cho cả cái đoàn người Việt mình từ Việt Nam sang cả 100-200 người, rồi Việt Nam mình ở các nước kéo qua làm một cái pháp hội vừa rồi gần cả 1000 người như vậy sinh hoạt trong cái chùa của sư bà. Thì quý vị thấy không? Cho nên mấy em nhỏ nó hay lên gặp Pháp Hòa những lúc mà các em học xong lớp 12 mà chuẩn bị đi học xa đó. Thì mấy em lên gặp nó, giờ con sắp sửa đi học xa, xin thầy cho con vài lời để con giữ làm cái kim chỉ nam để con sống khi con xa nhà xa thầy. Thì Pháp Hòa hay nói với các em, đời tu của thầy cũng thực hiện 3 điều, giờ Pháp Hòa cũng muốn truyền lại cái đó cho mấy em đó. Một, đối với bản thân ít muốn biết đủ, đối với tha nhân kính trên nhường dưới, đối với sự việc lấy mận nhẫn nại uyển chuyển làm tiêu chuẩn. 3 việc: đối với bản thân, đối với người ngoài, đối với sự việc. Đối với bản thân mình thì mình ít muốn biết đủ, thì cái nhu cầu mình đủ rồi, còn những cái mà mình thêm đó là gì? Đâu phải nhu cầu mà là tham cầu. Còn hàng ngày hỏi cái áo có chưa, cái quần có chưa, cái nón có chưa, có hết. Thậm chí cái khăn tròn cổ có chưa, có, nhưng mà vẫn có 100 cái dư. 100 cái dư đó là mình muốn thêm thôi, chứ còn thật sự cái nhu cầu của chúng ta hàng ngày đủ chứ không có thiếu, không muốn nói là dư nữa. Còn những gì chúng ta muốn thêm là tại chúng ta muốn thôi. Mà hãy muốn nhiều thì chúng ta sẽ khổ nhiều, ít muốn thì chúng ta khổ ít. Thôi bây giờ không dám nói là không muốn ha, muốn ít thôi. Đi qua hàng thấy gì cũng mua hết á, nhưng mà nghĩ tới cái chuyến đường qua Nhật nữa nên thôi bỏ xuống. Đỡ không? Cái đó gọi là quán đó. Bồ Tát quán tự tại, khi quán chiếu thâm sâu, muốn mua thêm chút nữa, nghĩ tuyến đường qua Nhật nặng nề trả thêm thuế, thôi bỏ xuống.
bỏ xuống mà đi mà không một chút ngăn ngại, phải không? Còn thập thà thập thỏm. Ngày hôm qua có một anh tiếc, có một cô tiếc cái tượng Quan Âm ở chùa Tàu Khê đó. Hỏi thầy, thầy từ ở chỗ mình ở lên Tàu Khê xa không? Pháp Hòa nghe, nghe hỏi là Pháp Hòa biết muốn gì rồi. Nghĩa là còn tiếc rẻ, phải không? Thật tử ra quý vị thấy trong cuộc sống của chúng ta, có nhiều khi chúng ta phải có một cái gì để chúng ta quán, để chúng ta chấp nhận buông bỏ cái đó. Thì bây giờ Pháp Hòa cũng nghĩ mình trong cuộc sống của mình cũng vậy, có những cái khổ nó đến với mình, cái người đó làm mình khổ, nhưng mình phải quán như thế nào để mình buông được cái đó xuống. Tại vì sao? Mình không buông là mình chết, mình không buông là mình khổ. Thì có một cái người đó, họ đến họ gặp một vị thầy. Họ nói dạ thưa thầy, sao con giữ cái đó trong lòng hoài, con buông không được. Cái hòa thượng mới đưa cho cái người đó một cái ly nước, mà không có cái quai à nha, cái cốc thôi. Đưa một cốc nước nóng cho ông cầm. Nóng quá bên tay phải, cái ông làm gì? Chuyển vào tay trái. Ông cầm hồi nóng quá, cái ông cầm qua tay phải. Lết cầm hết nổi, cái ông làm gì? Buồn. Cái hòa thượng nói rồi, còn chứng đạo rồi đó. Cuộc sống này cũng vậy thôi. Mình trong cuộc sống này đôi lúc mình cũng cố gắng dữ lắm, lăn bên trái, lăn bên phải, lăn hồi hết chỗ lăn. Thì mình cũng phải buông, mình cầm, nhưng mà cuối cùng cầm không nổi cũng phải buông. Nghĩa là trong cuộc sống chúng ta sẽ cố gắng hết mình, nhưng mà rồi tới lúc chúng ta phải buông. Vì cái việc đó chúng ta không buông được thì chúng ta là cái người khổ chứ không ai khác. Cho nên nếu chúng ta muốn thành đạt được cái gì đó nó xa, giống như mình nhắm được một cái xa, thì phải thấy được cái tâm mình nó phải mềm mỏng. Quý vị biết là ngài Khổng Tử trước khi mất, ngài tập trung đệ tử lại, ngài mới hỏi đệ tử mình. Thì các đệ tử mới hỏi là thưa thầy, trước khi thầy mất, xin thầy cho chúng con một cái câu nói gì cuối cùng. Thì ngài mới nói các con hãy nhìn vào miệng của thầy, cái gì còn mà cái gì không còn. Các đệ tử nói dạ thưa thầy, răng thầy hết trơn. Hết răng á, mà tiếng Pháp đọc là hăng rết. Răng thầy không còn, nhưng mà lưỡi thầy còn. Thì Khổng Tử mới hỏi các con biết tại sao răng còn không? Ô, răng hết không? Tại răng nó cứng. Còn tại cái gì nó còn? Lưỡi. Mà lưỡi tại sao nó còn? Vì nó mềm. Con người cũng thế. Nếu chúng ta sống mà chúng ta mềm mỏng, quyển chuyển tùy duyên, thì chúng ta sống hoài, bất cứ môi trường nào chúng ta cũng sống được. Còn nếu chúng ta cứng ngắc thì chúng ta sẽ là người khổ. Cho nên mỗi lần đi hành hương á, Pháp Hòa gửi cái thư hành hương ra ngoài luôn luôn nói nha, quý vị đi với Pháp Hòa là quý vị biết đây là một chuyến hành hương tâm linh, chứ không phải một chuyến du lịch vãng cảnh. Tiếng Mỹ là không có expect cái gì on me hết. Đừng nói sao thầy không dẫn tôi đi đây, thầy không dẫn tôi đi kia, mà phải nói rằng tôi đi đâu quý vị đi đó. Hôm nay tôi ở chùa, quý vị cũng phải ở theo. Chứ không có chuyện là thầy vô chùa tụi con đi shop được không, đâu có chơi cha vậy được. Tôi bắt tôi đi giảng, quý vị đi shop rồi quý vị mua đồ tốt, ai mua cho tôi. Cho nên ngài Sa Di Hiền Trí tiếp nhận, nhận ra được một cái pháp tu ngay trong khi thấy người ta đang chuốc cái mũi tên đó. Mà nếu chúng ta muốn nhắm, muốn đạt được cái gì xa thì tự chúng ta phải mềm mỏng. Thưa đại chúng, khi mà đến đây rồi, thì hồi nãy Hòa Thượng Phó Trụ Trì vô, mấy ngày nay ngài tâm sự chuyện hiện tình Phật giáo Hàn Quốc nhiều lắm. Thì sáng nay ngài cũng nói nữa, ngài nói hôm qua quý thầy dắt nguyên qua lên ngồi nguyên bàn, ông cụ thấy thầy nào cũng trẻ đẹp hết trơn, cụ khoái lắm. Cụ nói trời ơi sao tôi thấy Phật giáo Việt Nam tôi ham quá, thấy thầy mấy thầy trẻ đi tu không à, còn Phật giáo Hàn Quốc giờ không có người trẻ đi tu. Tại vì trong cuộc sống có quá nhiều những cái đời sống vật chất, mà giờ người Hàn họ không còn nghĩ đến chuyện tâm linh nữa. Thế thì ngài mới nói, ngày sáng ngài mới tâm sự trước khi ra giảng, ngài mới nói tôi thiệt là xấu hổ khi mà tâm sự với các thầy những cái chuyện hiện tình.
Nhưng mà thiệt sự là chúng tôi còn thiếu sót dữ lắm, là tại vì bây giờ các chùa không có những người trẻ tiếp nối. Hôm qua hòa thượng nói mấy thầy Việt Nam nào còn trẻ qua đây học đi, tôi nuôi hết cho, tôi nuôi hết cho, rồi cái mai mốt đó, muốn trụ trì tôi giới thiệu các chùa đi trụ trì. Và ai muốn trụ trì xứ Kim Chi không? Pháp Hòa nghe và thích đó. Có người lo cho mình đi học. Thì thưa đại chúng, ai bây giờ đây, bây giờ mình nhìn con cái của mình, thì hòa thượng mới nói vậy nè: bây giờ tôi chỉ còn hy vọng các cô gái người Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc, sanh con Hàn Quốc, tại vì các cô đó có đạo tâm. Các Phật tử người Việt mình qua đây lấy chồng Hàn nhưng mà còn có đạo tâm, cho nên vẫn dẫn con đi chùa. Và hòa thượng hy vọng những đứa nhỏ mà háp háp này nè, mai mốt nó sẽ tiếp nối được, duy trì các ngôi chùa ở Hàn Quốc. Thì Pháp Hòa mới xoay qua, Pháp Hòa hỏi các chị Phật tử mà lấy chồng Hàn, hỏi mấy chị, mỗi người mấy đứa con? Chị nào cũng nói con hai đứa, ba đứa. Và nói được rồi, về nhà cúng hết chùa, mỗi người vợ định đứa. Mà giờ nếu mà các chị mà chịu cúng cho chùa, mỗi chùa một đứa con, là Phật giáo Hàn Quốc không đến nổi. Phát tâm đi, phát tâm cúng dường. Mà quý vị biết cúng dường cho con mình mà đi tu á, cái đó gọi là đại cúng dường, chứ không phải tiểu cúng dường đâu. Đó là đại cúng dường đó. Và trong Phật Pháp á, thường gọi các vị cha mẹ mà cho con mình đi tu là đại thí chủ. Đại thí chủ. Cho quý vị thấy á, hồi xưa có các vị hòa thượng á, các ngài đến một cái quốc gia nào đó mà các ngài không nói được cái tiếng đó, các ngài khổ lắm. Rồi các ngài phát nguyện tái lai trở lại quốc gia đó để mà làm dân nước đó, học tiếng nước đó để truyền bá cho nước đó. Cho thưa quý vị là nếu trong kinh sử Đức Phật của chúng ta trước khi mà hạ sinh xuống cõi đời này, một vị Phật trước khi xuống đời phải làm 5 việc, trong đó có một việc quán chiếu là quốc độ nào mình chọn để đi xuống đó, thì ngài chọn Ấn Độ. Biết tại sao không? Tại vì Ấn Độ có cà ri. Còn qua các nước của mình toàn là cà thẻ không à. Ấn Độ nghèo, không có thẻ để cà, chỉ có cà ri thôi. Rồi cuối cùng là ngài phát minh ra cà sa. Và ngài phát nguyện rằng ngài xuống quốc, và thậm chí phải quán rằng cha mẹ nào là cha mẹ của mình. Tại vì phải chọn những cha mẹ hiền đức, biết tu tập để mới dẫn dắt mình từ nhỏ. Chứ nếu mình lọt vô cái gia đình mà họ đi club mỗi tuần rồi thì thế nào mình cũng dính luôn. Giống như ngài Khuy Cơ vậy đó. Ngài trở, ngài muốn trở về đất nước Trung Quốc để ngài độ dân Trung Quốc, nhưng mà ngài phước quá đi, cho nên ngài tái sinh một gia đình ông quan. Mà quan thì quý vị biết rồi, thì rất là nhiều, nghĩa là thức ăn, rượu chè hàng tuần. Cho nên cuối cùng ngài sống trong cái môi trường của một gia đình làm quan mà ngài cũng quên lửng cái đường tu của ngài. May là ngài gặp lại ngài Huyền Trang, may là ngài Khuy Cơ gặp lại sư phụ của mình. Thì ngài Huyền Trang biết, cho nên ngài Huyền Trang mới chấp nhận hết mọi điều kiện khi ngài Khuy Cơ đòi vô tu. Mà quý vị biết hòa thượng Đại Hưu ở đây, ngài thương con nít cực kỳ, có nhiều tiền mua đồ chơi cho mấy đứa nhỏ hết. Và bây giờ ngài hơn 70 tuổi rồi phải không? Quý vị thấy ngài khỏe không? Ngài đi lên trên cái núi chỗ tượng ngày hôm qua đó, đi có mấy phút là tới. Và quý vị biết á, ngài dặn các đệ tử trong chùa đừng có nói với ai ngài 70 tuổi, đừng có nói với ai là ngài là hòa thượng, tại vì ngài muốn ngài trẻ, ngài để ngài chơi với con nít. Cho nên cái tâm hồn như vậy, quý vị thấy đâu có già đâu, phải không? Mặc dù cái thân, cái tuổi ngài già, nhưng mà thân của ngài và tâm, vì cái tâm của ngài nó trẻ trung, nó vui, cho nên cái thân tướng nó cũng như thế. Cho nên mình cũng vậy, cái tâm mình là cái nguồn mạch, mình muốn vui là tự nhiên cái tâm mình nó vui. Hồi nãy thầy Minh Mẫn lại hỏi nhỏ, hỏi Pháp Hòa có muốn đổi chỗ ngồi không? Pháp Hòa nói thôi giờ lỡ set up ở đây rồi, mặc dù em biết sau buổi này là em sẽ xấu đi nhiều lắm.
Nhưng mà thưa đại chúng, cái tâm của mình á, mình muốn. Cho nên người xưa cũng có câu á, thế sự vô nan sự, do lai tâm bất chuyên. Cái thế sự này, cái sự việc của thế gian này không có thật sự là khó, chỉ tâm mình không chuyên nhất thôi. Mới đầu mình tụng chú Đại Bi thấy khó không? Nhưng mà tụng riết thuộc không? Chẳng những thuộc chú Đại Bi mà thuộc luôn chú Lăng Nghiêm nữa. Còn có những bài chú rất khó đọc, như là Án Nại Mô Bo Cót Ngõ Đế, A Ba Ra Mật Đạp, A U Rị A Nạp, Tô Tất Rị Thiệt Chất Đạp. Quý vị đọc thấy khó đọc, nhưng mà tâm mình chuyên cần tu tập thì một ngày nào đó tự mình thuộc. Cho ngài Sa Di Hiền Trí thấy được người ta chuốt mũi tên mà ngài nhận ra được cái pháp tu. Một lần khác, ngài thấy người ta lấy gỗ đẽo thành một cái bánh xe. Ngài mới hỏi ngài Xá Lợi Phất, người ta đang làm gì? Thì ngài Xá Lợi Phất nói, người ta đang lấy gỗ, một cái khúc gỗ mà người ta đẽo, mài, gọt, dũa, làm đủ cách để làm được một cái bánh xe để chuyên chở vật dụng. Thì ngài mới nghĩ, khúc gỗ mà người ta còn đẽo đọt nó ra thành một cái hữu dụng, thì tại sao ở nơi con người này chúng ta không đẽo gọt mình để trở thành một người hữu dụng? Tại sao chúng ta không đục, không đẽo, không mài những cái xấu nó ra khỏi thân tâm của mình để mình trở nên một cái vật hữu dụng? Một khúc gỗ mà nếu chúng ta đẽo gọt, mài, chùi cẩn thận, tinh vi, thì khúc gỗ đó là một tượng Phật. Nếu chúng ta chịu khó chùi, rửa, cắt, gọt những cái xấu của tham, của sân, của si, của những phiền não, thì chúng ta sẽ trở nên một cái người rất là đẹp. Không có ai thích chơi với người tham sân si hết. Thôi thì bây giờ thưa đại chúng là tham sân si ai cũng có, nhưng mình có nơi có chỗ thì ta dễ chịu hơn. Chứ còn người ta sẵn lòng, người ta chấp nhận mình có tham sân si, nhưng mà đừng có tham sân si không đúng chỗ, người ta kêu sản. Cái có người nào mà hay nóng giận không đúng lúc, cái nói ông này sản quá. Mà này, người ta chấp nhận mình tham sân si, nhưng mà đúng lúc thì người ta dễ dàng. Ví dụ như mình đang đứng xếp hàng, tự nhiên có ai đó chen lấn mình ra, cái mình xây qua mình nộ người đó, mặc dù ai cũng sẽ tới khuyên mình thôi kệ đi, nhưng người ta chấp nhận, tại vì ta biết rằng cái người kia lỗi. Trong cuộc sống á, cái sự thật là mình phải chấp nhận. Mình chấp nhận là người này giận đúng, nhưng mà thôi, giận vậy được rồi, đừng giận lau lỗ. Đó là cái cách mình khuyên và cái cách mình thực tiễn với cuộc sống. Chứ đừng nói thôi đừng giận, người ta lấn mình ra mà kêu đừng giận là làm sao? Phải không? Cái thì người khác đấy, bà giỏi bà bị đi rồi biết. Cho nên cái thực tế, người ta giận là mình phải nhận người ta giận, mà ta giận đúng, người ta không giận sai. Nhưng mà cái câu thứ hai là mình quyển chuyển, mình mềm mỏng, mình nói sao để người giận tiếp nhận. Thưa đại chúng, có một cái ông đó, ổng nhà giàu lắm. Và khi giàu á, ổng mới muốn người ta, ổng mới mời một ông thầy phong thủy về coi. Thì một hôm á, trên đường đi về, thì chở ông thầy phong thủy đi về nhà để coi chỗ, thì ông chủ nhà này nè, chủ nhà giàu này nè, thắng chiếc xe lại. Rồi một đứa nhỏ nó qua đường, ông tấp qua, ông vẫn chưa chịu đi. Thì ông thầy bói, ông thầy coi phong thủy đó mới hỏi, ủa tại sao ông chưa chịu đi? Ông mới nói, dạ thưa thầy, tại vì đứa nhỏ nãy nó qua đường, tôi sợ nó chưa an toàn đến nơi, tôi phải dừng lại. Đến khi nào nó thật sự nó an toàn, nó qua bên kia rồi mình đi cũng không muộn. Thì khi mà ông sắp sửa quẹo xe ra, thì một chiếc xe khác nó hấp, nó gấp lên, nó đi ẩu, ông vẫn nhường. Thì ông thầy kia nói, ủa tại sao ông nhường? Nói người ta mà như vậy chắc có lẽ có người ta có chuyện gấp, thôi mình nhường người ta một chút, tại mình cũng không có chuyện gì để gấp.
Ông ra được trên đường rồi, ông thầy phong thủy mới nói thôi anh chở tôi về lại nhà tôi đi, tôi không coi nhà anh nữa đâu. Ông này mới nói ủa sao con làm gì Phật lòng thầy, đây nhà ông phong thủy tốt lắm rồi, khỏi coi nữa. Quý hiểu được câu chuyện không? Như vậy là phong thủy là tại mình sống hay là đổi cái chỗ nó đổi nó thay? Cái ông này cũng sống tốt như vậy rồi thì ổng ở đâu cũng tốt, ổng ở đâu cũng được người ta thương, ở đâu cũng được người ta quý. Đâu phải đổi phong, mình đổi phong thủy mà không đổi cái tâm sống của mình, cái cách sống của mình thì vô dụng. Cho nên Khổng Tử cũng nói tâm địa bất chánh phong thủy vô ích, tâm địa bất chánh phong thủy vô ích. Cho nên mình muốn có phong thủy tốt, phong là gió, thủy là nước, phải không? Nước nó làm trôi chảy sạch sẽ mọi thứ, gió nó làm điều hòa mọi thứ. Mà chúng ta nổi cơn hoài thì bão tố hoài thì nhà cửa nó cũng tiêu, hạnh phúc nó cũng tiêu. Tại vì mình đổi phong thủy mà nơi sống của mình là không có phong mà mình là bão. Mình đâu có nói dạ con mời thầy về nhà gia đình để coi dùm con gia đình bão tố. Đâu, coi phong thủy. Nước thì phải hữu tình. Phải như thế nào để nói lên cái mặt nước nó đẹp. Phong là gió, cho nên mình hay nguyện là phong điều vũ thuận, gió hòa mưa thuận. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày chúng ta sống không thuận hòa thì lấy cái gì mà nơi đốn đó. Bây giờ Pháp Hòa nói nè, Phật tử người Việt Nam mình ở khu vực này được hai thầy ở đây tạo mọi điều kiện tốt cho mình sinh hoạt, vậy mình có mọi sự này có thuận hòa không? Có. Không cần phải lo tiền trả điện nha, không cần trả tiền điện, tiền nước bất cứ. Và thậm chí quý thầy ở Việt Nam qua đây đi học, hai hòa thượng cũng không có đề nghị mình phải làm bất cứ việc gì của chùa hay là phải lao tác gì hết, miễn sao các thầy lo học hành đàng hoàng quá tốt rồi. Nhưng nếu chúng ta không biết sống thì cũng không phụng không hòa. Cho nên ông thầy phong thủy đó, sau khi ông chỉ có một cái giây phút ngắn ngủi mà ông đã học được nơi cái ông chủ này hai cái tâm lượng như vậy thì thôi coi gì nữa giờ, có gì nữa để coi đâu. Đức của ông như vậy, đạo hạnh của ông như vậy, khỏi cần coi. Cho nên một con người mà nếu chúng ta không có sửa cái tật của mình thì mãi mãi mình là như vậy. Cho nên ví dụ như người ta hát cái bài này: với em anh vẫn là người tình trăm năm. Ủa có 100 mà sao không lên 500? Cho nên á, mình phải chịu khó mình sửa của mình thì mới thể hiện được cái lòng từ. Mình thương người đó thì mình sửa được cái tật của mình để người đó hạnh phúc khi người đó sống với mình. Và người đó sẵn sàng tiếp nhận mình, chịu cực, chịu khó, nhẫn nại để cho mình thời gian sửa chữa, thì mình cũng phải nên chịu khó sửa chữa. Ở đây Pháp Hòa thấy người Hàn có một cái phong tục là hay lượm mấy cái đá viên, mấy cái miếng đá vụn chất chồng lên, đi dọc bên đường hay thấy cái đó đó. Thì có một hôm vừa rồi đi trên chùa, dọc xuống đường thì thấy người ta chồng như vậy nhiều lắm, hai bên đường lượm mấy cái miếng đá vụn 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 vậy đó, mà ngồi chất chồng cao vậy đó. Thì Pháp Hòa mới nói với thầy Đức Tạng, thầy đệ tử, và nói á, con chỉ cần nhìn cái này thôi con cũng có thể học được bài học. Cuộc sống này á, nó giống như là những cái miếng đá vụn nè, miếng lớn, miếng nhỏ, miếng dày, miếng mỏng, đủ size, đủ cỡ hết á. Nhưng nếu với cái tâm thành con ngồi chịu khó con chất lên thì mọi việc nó sẽ đi vào khớp hết. Quý vị nhìn kỹ coi, người Bắc, người Nam, người Hàn, mà nội người Việt thôi mà cũng không, cũng nhiều lắm nha. Bánh bột lọc nè, giá sống nè, rau muống nè. Không có ai giống ai hết. Vậy mà chúng ta ngồi lại với nhau, giá nè, cà chua nè, đậu bắp nè, me nè, rau thơm nè, ngò ôm nè, ôi cha đủ hết giờ. Cái ngồi lại nhau cái thành nồi canh chua, không chịu.
giá nè, đậu xanh nè, nấm nè, bột nè, nghệ nè, ngồi lại với nhau cái thành bánh xèo. Quan trọng là chúng ta chịu ngồi lại với nhau thì chúng ta có được một món. Cho nên ở bên nước ngoài đã có một cái kiểu ăn là kiểu ăn hot pot. Trong các cái cơ quan làm việc á, mỗi năm tổ chức một hai lần hot pot, làm mỗi gia đình nấu một món đem vô. Mỗi gia đình nấu món đem vô mà người Mỹ họ rất thích cái kiểu party như vậy. Tại vì sao? Họ được cơ hội và thưởng thức rất là nhiều món và tài năng của mỗi người. Cho quý vị, thí dụ như có nhiều bữa ăn của mình đó, 5 cái món, 5 cái dĩa bún xào mà không có dĩa bún xào nào nó giống nhau. Vì mỗi người một cái taste, một cái hương vị và chúng ta rất là thích thú. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, mỗi ngày chúng ta đọc kinh tam đức lục vị, mỗi món ăn của chúng ta đầy đủ 6 vị: mặn, ngọt, chua, cay, đắng, chát hay là chua. Thì trong cái món ăn mình có đủ hương vị. Nội cái dĩa gỏi của mình thôi, có chua nè, có độ giòn nè, có độ ngọt nè, có vị mặn nè. Một dĩa gỏi thôi mà nếu mà gỏi mà chua le ăn không được. Chua mà phải chua đậm. Chua như thế nào? Giống như nấu canh chua của miền Nam vậy. Nếu mà chỉ nấu nước lạnh rồi để me vô thì nó chua, mà nó không có cái vị mặn ngọt của nó, thì cái nồi canh chua chưa đạt. Thì ở đây mình trở lại câu chuyện của Ngài Hiền Trí. Ngài thấy người ta đẽo gỗ làm ra được một cái bánh xe để mà chuyên chở. Ở nơi con người chúng ta, nếu chúng ta muốn gọt bào những cái xấu, những như là những cái negative, những cái xấu ra khỏi tâm thức của mình, thì tự nhiên con người mình nó phải khác thôi. Thưa đại chúng, mà mình đi hành hương á, nếu như mỗi người chúng ta phát tâm ghi danh đi hành hương á, mà mình không bỏ đi một vài cái tật của mình, là mình vô đi chung với đoàn hành hương đó là nguyên cái đoàn nó bị mình hành hạ. Tại vì mình đem nguyên cái tật của mình vô, mình áp đảo có cái đoàn. Thì giờ người ta tu, người ta tu chứ ta không ngu. Mình nói gì ta biết hết á, nhưng mà ta tu, ta nhịn. Cho nên rồi cuối cùng cái mình sao biết không? Em xin em đứng một mình cũng xin. Mình đứng đâu người ta ngán quá, người ta không dám tới. Cho nên cái bữa đầu tiên khi lên ăn thì cái người hàng họ không ăn chay, họ không biết nấu chay. Mình kêu ăn chay thì họ nghĩ là cái gì mà không có thịt thôi. Thì họ nấu ra một cái nồi cháo, thì để chữ cháo vegetable. Chà, mình đọc tiếng vegetable tưởng rau cải phải không? Mỗi người múc ra một chén. Mấy vị cũng múc cho Hoàng chén. Phó Hòa đưa vô miệng và nói: cháo này không phải vegetable, nó có cái kia ở trong á, nó có thịt á, mình ăn mình biết. Nhưng mà cái cô làm nó cũng mới kêu cái người trong đó, Phó Hòa ra dấu và nói: đừng, cái này người ta không cố tình, người ta chỉ vô tình người ta làm thôi, mà người ta tất cả đều là nhân viên làm thôi, người ta không có cố tâm đâu. Mà bây giờ mình cứ im lặng để cho đại chúng ăn thì đừng nói gì hết. Mình nói là động chúng hết, mà chuyện nó không có đáng, phải không? Mà cái thứ hai nữa đó, mình nói là mình là đoàn hành hương mà chưa gì hết là mình đã hành hạ nhân viên nhà hàng rồi. Mà mình nói ra cái lời nói nhiều khi mình không có khéo cái lời nói thì mình làm cho người ta buồn. Cho nên mà nói đừng nói gì hết, mình phải thể hiện đúng cái tinh thần hành hương của mình. Hành hương là gì? Mình đến đâu mình luôn tỏa ra cái hương để cho người ta cảm nhận được cái tu tập của mình. Cho mình đến chùa này nhớ là mình đang hành hương. Và Phật tử tất cả các nơi về đây cũng phải thể hiện tinh thần của Phật tử Việt Nam. Rác là phải lượm lên, sau khi xong phải phụ dọn dẹp, ngăn nắp ghế bàn đâu vào đó. Đừng có để cho chùa phải, mặc dù chùa không có biểu mình gì hết, nhưng tự mình phải ý thức điều đó. Mình phải tự đục đẽo cái tánh xấu của mình là bừa bãi, bê bối, phải không? Thì người ta thấy mình bừa bãi bê bối thì người ta bực bội. Thành ra tùy mình. Pháp Hòa đi nhiều chỗ rồi, có nhiều khi thấy kỳ lắm. Con cái lần ta tới đó, một cái chùa Tích Lan cho mượn chùa mà mới có chưa vô pháp thoại nữa, người ta ra người ta khóa cửa washroom luôn. Ta không cho xài nữa, ta nói khủng hoảng quá.
Mới có một buổi sáng thôi mà dơ không thể tưởng được luôn. Là gì? Có thùng rác đó mình không bỏ. Thấy không? Thành thử cái đó là lỗi của mình. Cho nên ở đây, qua cái câu chuyện của Ngài Hiền Trí, Ngài là một sa di còn nhỏ mà Ngài có những cái nhìn thấu đáo về cuộc sống này. Thì Pháp Hòa mượn ba câu, ba sự việc, thì Pháp Hòa thưa với đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta không có cái gì mà nếu chúng ta không có nhìn bằng cái cặp mắt Phật Pháp thì nó sẽ không trở thành là Phật Pháp. Chiều hôm qua đến đây đó, có vị nào đi theo thầy trụ trì lên cái chỗ thờ Ngài Dược Sư không? Thì ở trước cửa cái điện Dược Sư á, có để con dê. Mà đối với Việt Nam mình á, thì cái con dê là con gì? Cái con mình không muốn nhắc, mà thậm chí hỏi gặp nó kêu sư phụ. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ, tại mình đầu, cái đầu Việt Nam mình là con dê là số 35, mà hễ ai nói 35 là số dê, mà chữ dê nghe nó kỳ dữ lắm. Cái thì Pháp Hòa đi xe bus á, mà từ ở trước cửa chùa mà lên cái trường học Pháp Hòa là xe bus số 35. Cái thì mấy vị mới hỏi thầy đi học đi xe bus số mấy. Pháp Hòa mới nói dạ số nhỏ hơn 30, lớn hơn 34, nhỏ hơn 36. Tại vì mỗi lần mình nói 35 ra là ta cười. Thì người Việt Nam mình là con dê không có gì. Vậy mà ở Hàn Quốc con dê tượng trưng cho phúc. Cho nên con dê để trước cửa điện của Ngài Dược Sư á, rồi ai muốn cầu phúc lợi rờ con dê. Quý vị thấy không? Vậy thì con dê mà cái con đó, mà cái đầu mình nghĩ là con dê là cái con không dễ thương đó, chỉ của người mình thôi, chứ còn ở nơi khác nó là khác. Mình cũng không hảo con dơi, mình nghe con dơi là mình ớn rồi. Vậy mà người Trung Quốc để con dơi trang trí trong tay của Phật Di Lặc, con dơi nó quay ngược trở lại. Vì sao? Vì cái cách phát âm con dơi là phúc. Con dê là phúc, mà nó phúc là bay ngược lại mình, cho nên gọi là phúc đảo. Phúc đáo tức là phước nó tới với mình. Cho nên họ mới vẽ chữ phúc á, họ quay ngược cái đầu lại. Mình mới biết được có chữ phúc, mình đi ngang nói nhà này không biết treo chữ. Treo ngược. Mà mình không biết phong tục của người ta. Cái chữ phúc xong rồi người ta quay ngược lại, người ta treo trước cửa nhà để tượng trưng cho phúc tới nhà. Phúc nó đáo lại với mình. Cho nên hồi đó mình không biết, mình thấy sao Phật Di Lặc cầm con dơi. Người Việt mình là kêu con dơi là mình thấy con dơi là mình sợ, mình không thích. Mình thấy nó cái gì đó nó xui, phải không? Nhưng mà người ta thích con dơi là gì? Con dơi là tượng trưng cho phúc đáo, đáo trở lại. Mình cũng không thích số 8, tại vì số 8 là hai cái còng. Nhưng mà người Hoa ta thích số 8, người Quảng ta kêu dách lục bạc. Mình chỉ không thích bà 8 thôi à. Chứ số 8 được, ok. Thế vậy thì quý vị thấy rằng tất cả các pháp, nếu mình có được cái tâm nhìn Phật Pháp thì pháp nào cũng đều là pháp tu hết. Pháp nào cũng là pháp tu hết. Hôm qua mình lên trên trên núi á, thấy cái tượng Đức Phật duỗi tay không? Duỗi tay. 1000 người Phật tử Việt Nam hay là người Trung Hoa mà không biết thì sẽ bảo đảm nói đó là Phật Di Đà. Nhưng mà hỏi ra thì thầy ở đây mới nói không, người Hàn Quốc á, gọi á, Phật đó là Phật Di Lặc. Vì các ngài nói rằng á, Phật Di Lặc là Phật tương lai, Bồ Tát Di Lặc là vị tương lai cứu độ cái thế giới ta bà. Cho nên ngài duỗi tay ra để ngài độ thế giới này. Còn cái ông mà bụng bự tròn vo đó, người Hàn Quốc không kêu Phật Di Lặc mà gọi là Bố Đại Hòa Thượng. Mà thật sự là đúng, ngài là bố tượng đó, là tượng do người ta nương cái hình tướng của Bố Đại Hòa Thượng ta tạc lại. Rồi người Trung Hoa với người Việt Nam mình là nghĩ rằng vị Bố Đại Hòa Thượng đó là do Phật Di Lặc ứng hóa thân, cho nên mình mới gọi ngài là Phật Di Lặc, chứ thật sự ra ngài đâu phải Phật Di Lặc, đó là tượng của ngài Bố Đại Hòa Thượng. Thì Pháp Hòa thưa như vậy để mình thấy rằng
Nhiều khi mình chỉ biết như vậy, nhưng mình nghĩ trong đầu mình là như vậy, nhưng mà khi mình đến nơi mình hiểu thì nó không phải là như vậy. Giống như mình thấy vẽ râu cũng vậy, vẽ râu vẽ cho đẹp đẹp gì đâu mà có hai cọng. Mà đối với người của mình mà râu mọc kiểu đó kỳ lắm, nhất là coi cải lương á. Ông nào mà tướng nào ra thì ông nào mà nịnh gian hai cọng nhỏ nhỏ lâu lâu còn chấm thêm cái nút ruồi đó, để nói lên cái tâm của người đó qua cái nét điểm trang của người đó. Nhưng mà đối với cái nghệ thuật tranh ảnh đạo Phật thời xưa, cái vẽ đó là tượng trưng cho cái gì? Cái đó gọi là râu bát tự. Râu bát tự nghĩa là râu chữ bát. Chữ bát là số 8 á, viết theo chữ nho. Chữ nho số 8 viết vậy nè. Thì cái râu đó đó, nó mọc hai bên là kêu là râu bát tự. Mà râu bát tự vẽ râu lên tượng Phật để nói lên gì? Tướng trượng phu. Trượng phu là phải có râu, bởi vì tu mi mà. Nhưng mà tạm vẽ vậy thôi. Ở Canada đó, cái chùa Trúc Lâm á, cách đây hơn 20 năm là mình mua cái nhà thờ để làm chùa, nhà thờ của Tin Lành. Sau đó mình mới bán cái nhà thờ đó lại cho người Hàn Quốc để làm chùa. Thì họ mới chở những cái tượng Phật về đó thờ là tượng Hàn Quốc không. Thì vừa rồi ông chủ chùa mất rồi, cho nên cái chùa không thể duy trì. Thì mới đem hết tất cả tượng Phật ở trong cái chùa đó cho lại chùa Trúc Lâm mình hết. Thì quý vị biết trong đó có tượng Ngài Địa Tạng, giống như cái tượng ngày hôm qua Địa Tạng mình tới mình xem vậy đó. Thì trên đó vẽ mấy cọng râu? 3 cọng à. Mà ngắn ngủn 3 cọng à. Thì ai nhìn nó trội sao râu gì, mới tượng mới nhìn tưởng đâu là cái tượng gì. Không, tượng Ngài Địa Tạng đó. Mà theo cái phong cách của người Hàn Quốc là tượng Phật Quan Âm Di Đà Thế Chí gì có râu hết. Tại vì đó là tượng trưng cho cái tướng của người Nam. Chợ Pháp Hòa nói thêm để đại chúng đi qua Hàn, qua Nhật thấy những tượng Phật có râu không có ngạc nhiên. Vì đó, cái tượng vẽ như vậy là thời xưa đó. Thời xưa đó, người ta theo cái phong cách, một cái hình tướng của trượng phu là phải có râu. Và thậm chí vai ngang, vai ngang để tượng trưng cho cái tướng của người Nam. Mà bên Ấn Độ là tượng Phật môi phải dày, vì đó là nét đẹp của người Ấn Độ. Thì hôm nay trong cái buổi sáng gặp gỡ này, Pháp Hòa chỉ muốn kể lại một vài câu chuyện để thưa với đại chúng rằng nương vào đó thì chúng ta sẽ học được những cái bài học trong cuộc sống này, là chúng ta chỉ cần có Phật Pháp thì chúng ta sẽ có phương pháp. Bất cứ hoàn cảnh nào, ở đâu, chúng ta cũng linh động, chúng ta ứng dụng, tìm ra được tất cả những cái bài học quý báu cho cuộc đời của mình. Pháp Hòa nghĩ rằng ai ngồi đây, mỗi người mình mỗi duyên đưa đẩy mình đến mỗi nơi mình sống khác nhau. Quý vị đừng nghĩ rằng ô quý vị nào mà sống ở Mỹ, ở Canada sướng hơn mình ở đây. Dạ thưa không. Tất cả mọi người khi mình rời khỏi cái đất nước của mình, mình sống ở một cái quốc độ mà hoàn toàn xa lạ với mình, từ ngôn ngữ, thức ăn cho đến văn hóa, thì chúng ta đều gặp khó khăn ở buổi đầu hết. Nhưng mà tất cả những cái đó nó không chùn bước, tại vì mình đã chấp nhận đi tìm một cuộc sống mới. Thì đó là những cái chúng ta phải gặp ở một cái mới. Ví dụ quý vị chấp nhận đi hành hương qua Ấn Độ thì cái chuyện mà ở cà ri mỗi ngày là chuyện không thể tránh. À, quý vị qua đây thì quý vị sẽ có những món ăn ở đây. Mà thật sự mà nói á, nếu như mình đi qua một cái quốc gia nào mình cũng an toàn là canh chua, đồ kho, thì giống nhau, mình không thưởng thức được những cái đặc thù của cái quốc gia đó. Cho nên Pháp Hòa rất thích đi tới đâu là Pháp Hòa phải thưởng thức được cái món ăn của quốc gia đó. Như có lần đi Bhutan, qua tới Bhutan thì người ta cứ nấu mì xào cho mình ăn hoài. Pháp Hòa mới hỏi ở Bhutan này có món gì mà cái món đặc biệt của quý vị không? Nói dạ có, ớt xào với phô mai. Rồi cuối cùng quý vị đem ra cho đoàn một cái chảo, một cái thao, một cái dĩa ớt xào với lại cheese. Không ai ăn nổi hết, tại vì nó cay cực kỳ. Mà đi hai bên đường là nóc nhà nào cũng đỏ hết trơn, tại vì họ phơi ớt để ăn mùa đông. Và thậm chí họ lấy ớt họ ngâm với dầu.
Những đứa con nít ở Bhutan đi học về hỏi muốn ăn gì? Cơm ớt thôi. Miếng cơm cầm trái ớt dầu ra ngồi ăn ngon lành vậy đó. Phải không? Mà không có gì trở ngại. Thì mình không ăn được, nhưng ít nhất mình cũng đã thưởng thức được cái đó rồi. Thì thôi, Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng rằng, khi chúng ta học Phật thì chúng ta phải nhớ rằng đạo Phật, chúng ta đến với đạo Phật là chúng ta tiếp nhận một nguồn năng lượng để chúng ta ứng dụng sống trong đời sống của chúng ta, và bất cứ cảnh nào chúng ta cũng sống được hết. Cho nên thưa đại chúng, cõi nào cũng có Phật đó để giáo hóa, đặc biệt như vậy, chứ không có một vị Phật độc tôn nha. Ta Bà có Thích Ca, Tịnh Độ có Di Đà, Đông Phương có Dược Sư. Ý muốn nói rằng ngay quốc độ đó vẫn có những chúng sanh thành Phật được, thì mình lót về đó vẫn có những vị hướng dẫn cho mình, thiện tri thức cho mình, để mà chúng ta hướng tâm, chúng ta thành tựu được như các ngài. Quý vị đâu ngờ rằng ngày hôm nay mình đến xứ Hàn Quốc này sống và được sự bảo bọc, giúp đỡ, trợ duyên của các thầy người Hàn Quốc đâu, phải không? Vậy thì quốc độ này vẫn có các bậc đạo sư để chúng ta nương vào, chúng ta tu tập. Thì xin chúc nguyện cho đại chúng luôn luôn giữ được tâm mình và đẻo gọt, khai thác để tâm mình luôn luôn có được một cái hướng đi trong sáng và đi tới cái chỗ an lành. Và vì vậy cho nên mình sống được như vậy, mình sẽ có phương pháp hướng dẫn lại cho con cháu của mình được những cái cách sống tốt đẹp giống như mình vậy. Trong tinh thần của người con Phật, nếu trong khi quý vị tu tập nghe Pháp, quý vị có những cái gì thắc mắc thì mình có thể nêu lên một vài câu hỏi để mình có thể cùng nhau chia sẻ. Nhưng ở đây trước khi mà mình bắt đầu, quý vị có vài câu hỏi đó, thì Pháp Hòa xin chia sẻ một cái câu mà quý vị thường tụng. Đó là cái bài hồi hướng mà quý vị thường tụng đó: Phúng kinh công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước giai hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, tốc quảng vãng vô lượng quang Phật sát. Khi mình cái bài kệ này á được trích từ ở trong một bài kinh, một cái bộ kinh lớn, vì đây là một trong những bài kệ nói về hồi hướng, thì chư tổ đã trích cái bài đó ra để trong một cái khi soạn thành một cái quyển nghi thức thì các ngài đưa vào. Xin thưa đại chúng là khi chúng ta nói một nghi thức tụng niệm thì tất cả phần nghi thức đó hoàn toàn do chư tổ soạn, chứ không phải do Phật. Phật không có soạn kinh gì cho mình tụng hết á. Mà ngày xưa thời Phật là Phật chỉ nói Pháp, rồi khi Phật mất đi rồi thì chư tăng tập hợp lại, lặp lại những lời Phật nói bằng khẩu chứ không có giấy viết. Mà sự viết ra thành giấy là phải rất lâu về sau này, khi mà kết tập kinh điển nhiều lần và đi đến cái kết quả là bắt đầu khắc kinh trên những tảng đá, rồi từ từ trên những chiếc lá khô, lá thường thường ta kêu là lá bối đó, mà lá bối chính là cái lá cây dừa ở bên cái vùng Tích Lan Ấn Độ, thì người ta lấy cái cây sắt á, người ta mài như là một cái cây kim, rồi người ta mới khắc chữ trên đó. Và hễ mà khi khắc cái lá đó là phải thật là chánh niệm, hễ mà khắc sai là phải bỏ nguyên cái lá đó, chứ không thể có một cái gì xóa được, bởi vì nó là một chiếc lá mình khắc lên. Và những kinh văn này phải lưu lại về sau ở đời, cho nên không thể sai, mà lỡ sai là phải bỏ làm lại. Thì khi đó mới có vấn đề viết. Và chư tổ soạn thành một nghi thức, từ phần nguyện hương, đảnh lễ, tán lư hương, chú đại bi, khai kinh kệ, rồi bát nhã tâm kinh, rồi chú vãng sanh, rồi bài tán Phật, vân vân. Tất cả cái đó chỉ là do chư tổ soạn thành một nghi thức để cho chúng ta theo đó chúng ta tụng trì mỗi ngày, để giúp đỡ cho cái tâm mình được bình an khi chúng ta muốn hướng tâm tu tập bằng qua một hình thức tụng một bài kinh trước. Bây giờ quý vị thấy là
mình muốn tu mà biểu mình về tu đi mà không chỉ cách gì hết sao tu, phải không? Cho nên cái đầu tiên nhất là nói thôi nè, nghi thức tụng niệm nè, về tụng đi. Nghi thức là gì? Là cái hình thức lễ nghi để bày tỏ lòng cung kính của mình, để mình tụng và mình niệm. Tụng niệm là hai cái âm điệu. Ví dụ như là mình niệm là trì niệm mật ra tiếng, còn tụng là ê a lên xuống ngân thấp cao là tụng. Còn mình niệm là mình hành trì cái câu danh hiệu Phật hay là những bài chú và các tổ soạn ra. Thì cái bài hồi hướng này là một trong những bài được soạn. Phong vào ví dụ như bài A Di Đà Phật thân kim sắc, quý vị nhớ bài đó không? Tướng hảo quang minh vô đẳng luân. Bài đó chúng ta gọi là bài tán Phật chứ không phải bài kinh. Bài tán Phật là gì? Là một bài kệ để ca ngợi Đức Phật Di Đà, tán thán Đức Phật Di Đà là Phật A Di Đà có thân kim sắc, là thân sắc vàng đấy, thân sắc đấy. Thân tướng của Đức Phật sắc vàng, tướng tốt quang minh, tức là tướng tốt chói sáng, tự ngài trang nghiêm thân tướng ngài như vậy. Bạch hào, bạch hào là cái lông trắng giữa chặng mày nè, uyển chuyển ngũ tu di, chuyển được cả năm núi tu di. Cám mục, cám là trừng, là cám mục tức là con mắt của Phật long lanh như là nước của bốn biển. Cám mục trừng thanh tứ đại hải, chữ thanh là trong suốt, chữ trừng là lắng. Cái mắt của Phật mà nó sâu thẳm. Pháp Hòa nói ví dụ như thường thường chúng sanh mình nhìn ta, vừa nhìn cái là nói liền à, phát ghét à, mình không có cám mục mà mình hám mục không. Cho nên khi mình nhìn á, mình muốn thương được người ta, mình phải nhìn cho kỹ để mình hiểu. Còn mình nhìn lớp qua mình chưa hiểu được đâu. Cho nên cái thấy với cái nhìn nó khác. Cái nhìn là phải sâu sắc, còn cái thấy là cái hời hợt. Phong Hòa ví dụ như hồi nãy mình đi ngang bức tranh, nó trời nãy tôi thấy bức tranh nó đẹp á, tôi hay là tôi nhìn thật là kỹ và tôi thấy người ta vẽ rất là đẹp. Vậy thì nhìn nó sâu hơn thấy. Và cuộc sống chúng ta muốn thương người khác, muốn hiểu người khác thì chúng ta phải nhìn hơn là thấy. Bởi vì thấy là hời hợt, bằng cái vọng tình nhận thức của mình có thể mình đỉnh điểm người ta mà mình chưa hề hiểu người ta. Và thưa đại chúng, thí dụ quý vị muốn tưởng nhớ về ai đó, quý vị làm gì? Nhắm mắt lại. Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng, phải không? Phải nhắm mắt lại. Mình nhắm mắt mình mới ra được cái đó, mình mới nói lên cái sự tưởng niệm đó. Cho nên khi mà mình muốn tưởng nhớ đến ai là mình nhắm mắt lại. Thì cũng như thế, mình muốn thẩm thấu cái gì thì phải làm gì? Mình phải nhìn lại. Mình phải nhìn lại mình mới có thể thẩm thấu được sự việc. Còn hời hợt mà thấy thì không thể nào nói được hết. Cho nên bài tán Phật, bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, cám mục trừng thanh tứ đại hải. Cái cặp mắt của Phật nhìn thôi, phải không? Và long lanh như nước của bốn biển vậy. Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di. Cái bạch hào là cái lông trắng giữa chặng mày nè, cái dây giữa của Phật đó. Mà trong kinh diễn tả là cái sợi lông trắng đó, khi mà phóng ra nó xoắn vậy nè, mà thâu lại là nó thâu vô bên trong. Và khi mà mình có một cái nhìn nó không còn lệch lạc, là cái nhìn của trung đạo. Cho nên Phật có một cái điểm ngay giữa là biểu tượng cho trung đạo. Mình thấy cái gì mình phải thấy dung hòa. Chẳng hạn như mình nghe ai nói cái gì, mình phải nghe cả hai bên. Thường thường mình nghe một bên là mình dễ phán xét người khác. Mà khi phán xét người khác chỉ một bên thôi thì thường hay bị phán xét sao? Sai lầm. Cho nên nếu mà cái bạch hào này mà phóng ra bằng cả niệm, cả định, cả lực thì nó có khả năng uyển chuyển cả ngũ tu di, tức là năm cái núi tu di. Và núi tu di là tượng trưng cho gì?
tượng trưng cho những cái kiên cố, những cái vững chắc. Cho nên đó, bây giờ mình phải thấy rằng trong con người chúng ta kết hợp bằng gì? Ngũ uẩn, có phải không? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mà tất cả năm cái này nó tồn tại không phải một thứ, phải năm cái nó làm chung, năm cái nó hợp lại. Mà khi mình có được cái nhìn trung đạo thì mình thấy rằng cái này còn là cái kia còn. Ví dụ như mình còn thân này thì mình còn thở, còn hơi ấm, còn sự suy nghĩ. Cho nên sắc thọ tưởng, sắc là sắc thân, thọ là cảm thọ. Thì năm cái sắc thọ tưởng hành thức này nó dung hợp lại để nó tạo nên một con người. Mà nếu mình dính mắc một cái nào thì nó trở thành ra cái nó khổ mình hết. Ví dụ bây giờ cái con người mình đó, dính ở cái sắc, những cái sắc thân, sắc tướng, hay là mình dính mắc ở cái vọng tưởng của mình, cái nào cũng khổ hết. Người ta không phải vậy, mà mình tưởng là như vậy, rồi mình xác định là như vậy, mà hoàn toàn không có cái gì chứng minh. Cho nên chỉ khi nào mình phóng được cái hào quang này mới uyển chuyển được ngũ tu di, làm rung động cả năm cái yếu tố mà chúng ta dính mắc. Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, cám một trừng thâm tứ đại hải, quang trung hóa Phật vô số ức. Ở trong hào quang đó có vô số ức các vị hóa Phật. Đó là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho mỗi việc làm trong sáng của chúng ta thì chúng ta sẽ phóng ra được vô số ánh sáng hào quang. Phóng vào ví dụ vậy nè, một cái điều mình nói ra như một ánh sáng mình phóng ra vậy đó. Mà mình biết rằng ánh sáng này mình nói ra mà không có lợi lạc đó, thì ảnh hưởng vô số người. Khổ vui là tùy theo mình. Thành thử ra nếu mình là một cái người có cái tầm vóc ảnh hưởng thì lời nói của mình phải cẩn thận, tại vì có thể làm cho người khác khổ đau bởi cái lời nói của mình. Cho nên trong hào quang hóa vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong mỗi cái có Bồ Tát, phải không? Trong hào quang hóa vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong đó. Là bởi vì sao? Bởi vì cái nào cũng là phóng quang hết. Chữ hào quang là gì? Hào á là vi tế, là từng sợi từng sợi. Quang là ánh sáng. Ánh sáng mà nó phóng ra từng sợi gọi là hào quang. Cho nên người nào mà ta vẽ hào quang của Phật, hay ta làm những cái hào quang của Phật mà ta hiểu đó, là ta làm hào quang Phật phóng từ đỉnh đầu này nè, nhẹ từng sợi ra, từng sợi ra, từng sợi ra. Còn nếu mà ta là hào quang chớp, cái đó là những cái ánh sáng điện chứ không phải hào quang. Quý vị thấy người nào mà ta nói năng từ tốn nghe cũng dễ nghe hơn. Còn người mà lộp chộp thì nói nghe không được, phải không? Cái gì cũng vậy thôi. Nấu ăn nấu từ thì đâu vô đó. Còn mình lăn xăng thì rơi rớt tùm lum, đổ tháo tùm lum, nấu trước quên sao. Cho nên người mà có chậm rãi lúc nào nó cũng hay hơn là mình hấp tấp, là không có cái sự bình tĩnh. Trên hào quang là vậy đó. Hào quang phóng ra, bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, cám một trừng thanh tứ đại hải, quang trung hóa Phật vô số ước, hóa Bồ Tát chúng diệt vô biên. Thì mỗi hào quang đó đều tỏ ra ánh sáng như vậy. Thì Pháp Hòa quay lại là tất cả những cái bài như vậy thì không phải là bài kinh, mà là bài tán thán Phật, bài ca ngợi Phật. Ví dụ như quý vị ca ngợi Phật là đấng Pháp Vương vô thượng vậy đó, ba cõi chẳng ai bằng vậy đó. Thật sự mình nói là mình tụng kinh, tức là cái phần chính là mình tụng lời Phật dạy. Nhưng mà trước khi vô phần kinh là chúng ta tụng những cái bài tán thán ca ngợi, để nó thành ra một nghi lễ trang trọng. Cũng giống như lễ Vu Lan, cái chính là chúng ta nói lên công ơn cha mẹ. Nhưng mà trước khi đi vào cái nội dung công ơn cha mẹ thì chúng ta làm thủ tục trước, chào cờ,
chào cờ Mỹ, chào cờ này cờ kia, rồi nào là một phút tưởng niệm, rồi nào là diễn văn khai mạc, nào là giới thiệu thành phần tham dự, vân vân, rồi lát mới vô y chinh. Thì ở đây cũng vậy, rồi sau đó rồi kết thúc. Thì cái bài hồi hướng, chữ hồi là quay lại, chữ hướng là hướng về. Trước khi mình hướng về ai, mình phải quay lại mình. Thậm chí muốn trách ai cũng phải hồi hướng nha. Nghĩa là muốn trách người ta phải xoay lại mình trước, coi coi mình sắp sửa trách người ta đúng hay sai. Nếu mình hồi lại mình thấy là có mình mà có người mà cũng có ta, nghĩa là trước khi mình trách họ, sự việc này có lỗi mình trong đó đó, cái tự nhiên rút lại liền. Thôi hồi tự hướng tha, hướng về sắp sửa mắng người đó, sắp sửa la người đó, tự mình quay lại mình coi mình có phần nào sai trong đó không. Cho nên làm thiện cũng phải hồi hướng, mà làm xấu cũng phải hồi hướng. Vì hồi hướng là một ý niệm đẹp trong cuộc sống của chúng ta. Hồi hướng là một cái việc làm tốt cần làm, nghĩa là quay trở lại mình trước khi hướng về người, gọi là hồi hướng. Cho tụng cái bài tụng kinh công đức thù thắng hạnh. Tụng kinh có công đức rất thù thắng. Thù thắng là gì? Là vượt hơn, là trội hơn. Sao kỳ vậy? Tụng kinh mà vượt hơn tất cả công đức. Bởi vì chúng ta phải tụng bằng cả thâm tâm của mình, chứ không phải tụng nãy giờ rồi mình ngó mình nhìn bài kinh nào mà thuộc cái mình ngó nó chờ bữa nay treo bài mới ha, không biết ai cúng mà. Ví dụ vậy đó. Tức là thường thường mình có thói quen mà cái gì mình nhớ mình thuộc rồi cái là bắt đầu tâm mình nó phóng đó, rồi mình nhìn tới mình nói trời Phật chùa này giàu mấy tượng kia đeo sâu chuỗi bự quá, không có Phật nào có chuỗi bự vậy đó. Tức là mình bị cái ảnh hưởng. Cho nên á, phúng kinh công đức thù thắng hạnh. Thù thắng là nó vượt hơn, là bởi vì chúng ta tụng bằng cái thâm tâm của mình, tụng hết lòng của mình. Rồi gì nữa? Vô biên thắng phước. Vô biên này là gì? Là cái phước này nó không có ngần mé. Cái phước không có ngần mé gọi là vô biên. Cái phước nào mà nó, ví dụ đây nè, đây là biên nè, là ngay hãy mà rớt ra khỏi cái này là rớt, phải không? Cho nên là hãy có biên là biên giới, phải không? Hãy có cái biên giới, ví dụ như hai nước ráp danh ranh với nhau, đây là biên giới của nước này, đây là biên giới của nước này. Mà vô biên nghĩa là không có biên giới. Mà phước không có biên giới là phước làm sao? Không có tính toán. Cho nên nó không phải tụng kinh với công đức thù thắng, làm việc gì cũng công đức thù thắng hết. Mà quan trọng là tâm mình không có biên giới thì phước nó mới không biên giới. Chứ tâm mình, thí dụ Pháp Hòa nói hôm qua tôi giúp cho cái người đó 100 đồng đi chợ, thì nói nếu mà nói 100 đồng á thì người ta nó sẽ có biên giới liền, có 100 thôi. Thì người khác sẽ nói trời ơi, chị giúp có 100 chứ tháng rồi tôi giúp tới 200 rồi. Thật ra cái mà mình là cái gì mà nó có cái số là nó có cái biên giới. Mà bởi vì mình tính, mà cái gì mình tính là nó có biên giới, mà mình không tính thì vô biên, phải không? Cho nên á, vô lượng vô biên. Vô lượng là gì? Không có thể đếm được, không thể lường được, nó mới vô biên. Cho nên cái phước tụng kinh vô biên, thật sự ai đo được phước nhiêu ít. Thấy ngồi tụng kinh tiếng đó thì tôi biết, tôi đo được tiếng hồ thôi. Còn tâm thành bao nhiêu thì tôi đo không được, tự người đọc biết. Cái nhiều khi mình ngồi tụng kinh chứ thật sự ra mình chú tâm chừng 5 phút rồi, 10 phút rồi, còn nhiêu là mình lo ra chuyện này chuyện kia vậy. Thậm chí mà công việc xung quanh nó tới mình còn la hét nữa. Ví dụ như đang ngồi tụng kinh mà người ta bấm chuông, ai mở cửa, nó có đứa nào rảnh thì mở cửa đi con, xây qua tụng tiếp. Vô biên thắng phước giai hồi hướng. Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh. Phổ nguyện là gì? Con nguyện, cái nguyện của con bây giờ nó rộng lắm, gọi là phổ nguyện. Pháp giới của chúng sanh này là tất cả những cảnh giới của chúng sanh.
Không, là ví dụ như ở đây cũng là một cảnh giới. Rồi bây giờ ví dụ giờ ngoài sân có con chó, con mèo gì nó cũng có cảnh giới của nó. Con gà, vịt nó cũng có cảnh giới của nó. Cho nên con gì, vật gì nó cũng có cảnh giới của nó. Bây giờ Pháp Hoàng ngồi đây nó cũng có cảnh giới của này. Cái này chung cúng nè, chung cúng Phật nè. Hồi nãy có bình bông nữa, giờ thêm cái lư hương là nguyên bàn thờ nè. Chứ pháp giới á, nó rộng lắm. Pháp giới nó rộng lắm. Ví dụ như chúng ta ngồi đâu mà chúng ta cũng nhập được vào trong cái pháp giới đó. Cái chữ Pháp Hoàng muốn nói là quan Phật sát, tốc vãng vô lượng quan Phật sát. Tốc vãng là đi đâu? Sớm, chữ tốc là sớm, là mau. Về, vãng là đi về, đi tới đó đó. Cho nên vãng sanh, vãng là mình đi tới, sanh là một sự sống, mình đi qua một cái sự sống khác là vãng sanh. Vậy thì không phải mình chết mình mới vãng sanh đâu nha. Ngay trong cuộc sống hàng ngày này của mình đang giận ai mà bây giờ hết giận rồi là vãng sanh rồi đó. Hồi nãy tôi sống trong cảnh giới của khổ đau, hờn giận, bây giờ tôi đã vãng sanh qua cảnh giới của an lạc. Vô lượng quan Phật sát vậy. Chữ sát nghĩa là gì? Chữ sát nghĩa là nơi chốn, là cái cõi. Vô lượng quan Phật sát là cho mọi người chúng sanh sớm về cái cõi của Phật vô lượng quan. Mà Phật vô lượng quan là Phật gì? Phật Di Đà. Bởi vì Phật Di Đà có ba tên: vô lượng quan, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Mình á, Phật tử gặp nhau là A Di Đà Phật, còn các đạo sĩ mà gặp nhau là vô lượng thọ Phật. Tám niệm Nam Mô Di Phật, tôi niệm vô lượng thọ Phật. Nhưng vô lượng thọ Phật là ai? Là Phật Di Đà đó. Bởi vì cái tuổi thọ của Ngài vô lượng, cho nên sớm về cõi của Phật vô lượng quan, gọi là qua vô lượng quan Phật sát. Chữ sát là nơi chốn. Ví dụ như quý vị nào đi ngang một số ngôi chùa cổ đó nha, ở trước cửa chùa người ta để hai chữ cổ sát. Cổ sát nó chà, chùa này đi gần sát cổ. Chữ cổ là cũ, là lâu. Sát là chùa chiền, là nơi chốn. Chùa cổ kêu là cổ sát. Mình nói tiếng Việt là chùa cổ, còn nói tiếng Hán là cổ sát. Cho nên đó là cái điều mong mỏi cuối cùng của chúng ta, là ai cũng mong mình được về cái cõi của vô lượng quan. Nhưng mà cõi vô lượng quan ở đâu? Ở đâu? Ở Tây Phương hả? Xa quá. Phật ở trên kia xa quá, không thể độ được tới nàng. Không? Vậy thì mình muốn về cái cõi vô lượng quan đó, khi tâm mình còn mê là mình tối tâm, mình không về cái cõi vô lượng quan đó được. Khi tâm mình tỉnh thì mình mới về được cái cõi vô lượng quan. Quý vị thấy rõ trong cuộc sống mà hễ chúng ta hiểu lầm là chúng ta giận, mà chúng ta đã hiểu thì hết giận. Vậy thì giận và không giận nằm đâu? Ngay trong tâm niệm đó thôi. Cho nên sắc tức thị không, không tức thị sắc. Phiền não tức bồ đề, phải không? Địa ngục tức thiên đường, ta bà tức tịnh độ, khổ đau tức niết bàn. Vậy thì tất cả các chữ tức đó là gì? Là nó đó. Nó đó chứ không ai đâu. Nhưng mà tại vì nó sáng rồi. Ví dụ như mình gặp một cái anh đó, đó. Năm trước mình gặp, năm sau mình gặp. Nẩu hả nẩu? Bây giờ mình thấy mặt nó sáng quá. Nó trợ từ ngày vô chùa mặt nó sáng ra. Cũng đó người đó thôi, không đâu có đi tẩy đi gì đâu. Không, nhưng mà tâm họ sáng thì tự nhiên tướng sáng. Cho nên đó, tướng mà có thân sắc vàng hay không là do mình. Có nhiều khi tại gặp mình nó nói chọt, lúc này nhìn thấy anh sáng sủa. Sáng mới sủa, tối không có sủa.
Tại sao? Tại vì mình đổi tướng đó. Mình đổi tướng đó. Hồi nãy có một Phật tử, thí dụ như bây giờ mình chưa hiểu một vấn đề, mình vẫn còn rất là đau khổ. Khi mà mình được thầy khai thị một cái điều gì đó, tâm mình bừng dậy, mình tỉnh táo trở lại và mình không còn hệ lụy nữa, thì mình đã tới cái chỗ gì? Vô lượng quang Phật sát. Quý vị mà chờ tới chết mà đi lên đó lâu quá mà không biết có tới không, không ai chứng minh hết đó. Thôi bây giờ mình thử nè, mình muốn biết mình về hay không, thì ngay hàng ngày chúng ta đang sống đây, chúng ta mỗi ngày có về được cái cõi vô lượng quang Phật sát không? Khi mà mình còn mê lầm là cái gì nó cũng không xong. Cho nên á, bùn với sen nó không có rời nhau. Quý vị nhớ câu đó không? Khi mê bùn vẫn là bùn, ngộ rồi mới biết trong bùn có sen. Nếu không có bùn thì làm gì có sen? Cũng như mình vậy đó. Khi mê tiền vẫn là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Ai không cần tiền, nhưng mà cái thái độ xài tiền là tùy cái tâm của mình. Vậy thì ai cũng cần có thờ ông thần tài thổ địa, nhưng mà không phải, không cần thiết là mình phải thỉnh cái ông đó về, bởi vì chính mình đã là thần tài thổ địa rồi. Giờ Pháp Hòa hỏi nhỏ nghe, có tiền túi không? Có không? Có, là thần tài rồi. Nhưng mà giờ mình có phải là thổ địa không? Thổ địa tức là mình đang giữ đất tâm mình không? Giữ cái tâm mình cho vững không? Cái gì cần thì xài, không cần thì không xài. Chuyện đáng xài, ngàn đồng mình cũng xài. Chuyện không đáng xài, đồng cũng không xài. Đó là mình là thổ địa đó, mình là thần tài đó. Cho nên mình mà thờ thần tài bằng cái tâm đó, thờ thổ địa bằng cái tâm đó thì giàu lắm. Mà thậm chí chữ giàu đây không có nghĩa là mình lấy của ai, mà của mình không có rơi rớt. Có rất nhiều người có của nhưng mà không làm được chủ tâm. Hãy có tiền là xài phí, vì không làm chủ được cái tâm cho nên sao? Tất cả các thứ khác nó theo hết. Quý vị nhớ, tâm này là sanh các pháp, tâm này nó làm chủ các pháp. Nếu mình nghĩ hay hành động với tâm tư nhiễm ô thì tất cả hệ lụy khổ đau nó theo mình. Còn nếu mình hành động hay suy nghĩ bằng cái tâm thanh tịnh thì mọi phước thiện nó theo mình, như con vật kéo xe. Có rất nhiều người á, người ta không có tiền, ta nghèo, mà do cái tâm tư suy nghĩ biết để dành mà ta làm giàu. Bây giờ quý vị đọc lại những cái tiểu sử mấy ông tỷ phú coi. Ít có ông tỷ phú nào mà giàu là tại cha mẹ để tài sản lên hết á. Tỷ phú giàu là từ đâu? Từ 2 đồng, 3 đồng đi lượm bạc cát, đi để dành, đi lượm da lon, đi làm những cái việc tạp dịch để có được tiền. Như vậy họ có phải là thần tài thổ địa chưa? Bây giờ ví dụ như ông tỷ phú Bill Gates có phải thần tài không? Thần tài chứ gì nữa. Và ông giữ được cái tâm của ông. Giàu thật đó, nhưng mà cần chiếc xe nhiều là mua nhiều, chứ không phải vì chiếc xe đó mà mình phải bỏ tiền ra như vậy. Có một cái ông nhà giàu đó ở nước Mỹ đây, ông mua một cái mảnh đất thật là lớn ở ngoài một cái đảo, rồi ông xây dựng một cái tòa biệt thự trị giá bạc triệu. Ông mua giường chổng, nói chung là ông làm ở ngoài cái đảo đó đó tất cả những nhu cầu ở ngoài đảo đó, mà không cần sự tiếp xúc của bất cứ ở ngoài nào, thậm chí điện. Ông tạo ra một cái nguồn điện ở ngoài đó luôn, mà không cần phải nhờ tới trong đất liền đưa bất cứ cái gì ra. Ông mua những cánh cửa mà bắn không có lủng để mà ông làm những cánh cửa cho ông. Ông mua những chiếc giường mà ngủ mà có luôn cái massage để cho ông thoải mái. Nói chung là tất cả những cái gì mà tốt quý trên đời này ông mua về ông để trong nhà đó hết. Và những cái gì mà nhu cầu như là điện nước không cần city cung cấp, ông tự mua máy móc,
ông tạo thành một cái nguồn điện nước cho cái biệt thự của ông luôn. Và quý vị biết không, ông ra ngoài đó ông ngủ đúng một đêm thôi, ngày hôm sau đăng bản bán toàn thể cái khu đất ở ngoài đó, là ông bán với cái giá là 13 triệu. Tại sao? Đủ rồi. Bây giờ ông ra ông hưởng ngày, ông thấy đâu có gì đó, bình thường. Thì ông, cái người mà người ta giàu có như vậy, mà người ta tỉnh ngộ như vậy, người ta đi tới cái chỗ quan Phật sát rồi, ta đi được cái chỗ gọi là ánh sáng của người ta. Cho nên qua cái bài kệ này thì nó còn dài, nhưng mà có trích 4 câu thôi, để cho đại chúng thấy ngay cả một cái bài tụng thôi cũng là một pháp thiền quán suy nghĩ, để cho chúng ta tìm được cái nghĩa ở trong cái bài tụng đó, để chúng ta nương vào đó chúng ta tu tập. Tụng kinh công đức thù thắng hạnh. Chữ công đức chứ không phải là phước đức. Bởi vì sao? Bởi vì cái phước á, là cái dễ mất, kiếm được mà nó sẽ hết, gì có thì hưởng thôi. Cái phước đó gọi là phước đức. Còn công đức là do mình tu mới có. Thí dụ bây giờ mình cúng chùa bố thí là công đức, mình nhịn nhường, mình nhẫn nại, đó là đó, xin lỗi, mình bố thí mình cho người ta là phước đức. Còn mình nhẫn nại, mình nhịn nhường, mình khiêm cung, đó là công đức. Công đức là cái hạnh tu, còn phước đức là vật chất mình cho. Nhưng mà con người mình cần cả hai. Nếu mà mình có của mình cho, mình bố thí, thì cái phước đức mình đó nó có, nó cũng trợ cho mình trên đường tu. Mà có rồi, bây giờ nếu nó có nhiều quá mà mình không có công đức thì mình sẽ bị mất phước, mất phước đức, vì không đủ chánh niệm trí tuệ để giữ cái phước đức mình có. Cho nên người có tiền là có phước, phải không? Biết xài tiền phước hơn nữa. Người có tiền là có phước, và không biết xài tiền thì từ cái có phước nó thành ra tổn, giảm, hao, phí, mòn, cho đến một ngày nào đó là sao? Tiêu tan hết cái phước. Cho nên công đức hay không là không cần vật chất, mà nó tùy vào cái cách ứng sống của chúng ta. Cho nên tụng kinh công đức. Có nhiều khi mình đâu có ngồi bằng Phật mình tụng đâu, mình không, mình giận con, gặp nó đâu mình tụng nó đó. Mình không ưa ông chồng chuyện gì là mình tụng ổng từ sáng tới chiều, phải không? Rồi nó gặp mình, nó nói má ơi má, má tụng hoài, ba ơi ba, con tụng hoài, mình cũng tụng vậy. Mà tụng cái đó nó hao cái gì? Hao hơi, hao sức, hao giờ, mà nó không có sanh ra cho đứa nhỏ kia gì hết. Mình muốn tụng nó không? Lựa giờ tụng cho đúng, tụng đúng giờ, đúng việc là nó không bao giờ nó cãi mình được. Cũng y chang như ở nhà mình thôi. Đi làm 12 giờ khuya rồi, về tới nhà tắm rửa nghỉ ngơi chút, rồi muốn đi tụng kinh, khỏi chuông mỏ. Tụng kinh đúng lúc vậy đó, tụng lúc đó mà sử dụng, không sử dụng chuông mỏ, gọi là tụng kinh công đức thù thắng hạnh. Mình mỏ chuông in nổi lên, ở nhà ở trong nó quằn quại theo tiếng chuông mỏ của mình. Tại vì mai 5 giờ sáng nó dậy nó đi làm rồi, 12 giờ này mình còn chưa cho thiên hạ ngủ nữa. Mà nếu mà Phật mà nói được á thì Phật cũng rầy mình. Phật nói thôi đủ rồi con, mấy người kia gõ từ chiều giờ ta nghe cũng mệt rồi, giờ con có tụng tụng nhỏ nhỏ ta nghe thôi. Đó, công đức. Công đức là do cái ứng sống của mình. Vậy thì chữ tụng kinh nó có thể thế vô bằng tất cả hình thức khác. Quý vị như đây, bố thí công đức thù thắng hạnh, nghe kinh công đức thù thắng hạnh, rửa chén công đức thù thắng hạnh, chứ không phải chỉ tụng kinh không. Chứ cái câu đó sau này người ta đổi là hết, người ta đổi tùy theo mỗi trường hợp. Cầu an công đức thù thắng hạnh, cầu siêu công đức thù thắng hạnh, sám hối công đức thù thắng hạnh, quét nhà công đức thù thắng hạnh. Tại vì mình quét mà mình không có bực, thấy không? Quét nhà là quét tâm, quét sạch mọi lỗi lầm, tấp và rác rơi đủ đúng chỗ, quét sạch rác không lầm.
còn vừa quét mà vừa la, phải không? Quét mệt thấy bà quét bụi tung tứ tóe. Rồi trẻ con nó thấy mình bực, nó cười, nó cười ha ha. Bây giờ mình quét nhà là mình quét cái tâm. Khi mình thấy được cái pháp ứng xử trong đời sống mình á, quét nhà cũng là tốt, rửa chén cũng là tốt. Thành thử ra chính cái rửa chén quét nhà bằng cái tâm tu thì công đức nó thù thắng. Đi vô chùa làm công quả thấy chừng như công đức thù thắng, nhưng mình làm xong không ai có một cái appreciate gì của mình hết trơn á, người ta còn trách mình lại hơn nữa, thì cái này phải coi chừng. Thấy không? Nhiều khi á, làm xong không có công đức thù thắng hẳn, mà không có thì lấy gì vô biên thắng phước để mà hồi hướng? Không có lấy gì hồi hướng, phải không? Rồi phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, nguyện rộng cho tất cả chúng sanh, mà chúng sanh nghe mình sân chỗ đó, no, not me, I don't need. Cho nên mình trong cái bàn hướng đó có mình và chúng sanh trong đó mà. Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, có mình, có con và có người khác sớm về cõi của Phật vô lượng quang. Cho nên công đức hay không là tùy ở nơi mình. Mình hồi nhìn, mình nhìn lại coi có công đức không, việc làm này có công đức không, chứ không phải việc làm nào cũng có công đức. Mình cho người đó mà cái thái độ cho của mình không dễ thương thì cái cho đó nó cũng không có công đức bao nhiêu. Mà nếu có đi nữa, phước đức gì hữu lậu ngắn ngủi thôi. Phước đức là những cái phước mà mình có để mình hưởng trong đời này, mà cái phước đó đó nó có ngày nó hết. Nó có ngày nó hết. Tại sao? Tại vì nó có cái sự đo lường đong đếm được thì nó mau hết. Cho nên phước nó cũng hai loại: phước hữu lậu, phước vô lậu. Hữu lậu là cái, nó hiện ra mình hưởng rõ ràng mỗi ngày. Thôi vào ví dụ nè, mình qua đây, mấy bác đi qua đây sau 10 năm được ăn tiền già, có phước không? Vậy cái phước mà tiền già mỗi tháng là phước gì? Phước vô lậu hay hữu lậu? Hữu lậu. Mình nhận cái phước hữu lậu đó đó, mình tạo thêm nữa, lãnh cái tiền nó ra rồi còn biết bố thí làm lành. Tại vì đó là do nhiều người gom lại cho mình để chính phủ chi trả cho mình, phải không? Chứ mình đâu có làm ra. Vậy thì mình nhận cái đó, mình hãy nên cân bằng cái đó. Mình sống thì phước nó nuôi phước. Được ăn tiền già là có phước rồi. Rồi nghĩ tới những người khốn khó hơn, mình nuôi họ để cái phước nó luôn lưu, nó không mất. Đó. Mà tạo phước như vậy có phải là phước thù thắng không? Thù thắng là nó vượt hơn. Phong vào ví dụ như á, quý vị có gạo cũ, nấu cơm không ngon, khô, thì để dành răng làm thính. Hay là nếu mà không nữa thì mình pha nếp vô, mình vẫn nấu được nồi cơm, nhưng mà nó có một chút nếp để làm cho hạt cơm nó dẻo, cuối cùng cũng ăn hết được cái bao gạo đó. Thế thì mình sử dụng bao gạo đó một cách thù thắng, không có bỏ. À, quý vị thấy những cái gạo mà nó bị gãy, nó bị vụn đó, ta kêu là gạo gì? Gạo tấm. Mà gạo tấm thì để ăn cơm, cơm tấm. Mà thậm chí bây giờ là người ta còn làm biến, hay là ta hạp tiện, ta mua cơm tấm, ta ngâm gạo, xong ta bóp cho nó nhỏ ra, gạo nguyên không ăn, đi bóp nhỏ ra để làm cơm tấm. Thấy không? Cho nên cuộc đời này có những lúc ăn gạo nguyên, mà cũng lúc mình ăn tấm. Thì cuộc sống của chúng ta cũng thế. Chỉ cần chúng ta nhận ra được, không bao giờ mình bị tổn giảm, bởi vì mình biết mình đang có phước và mình đủ sáng để mình lấy cái phước nào tạo ra thêm được cái phước nào. Thôi thì đó là những gì Pháp Hòa muốn nhắc nhở, chia sẻ với đại chúng, để đại chúng thấy cái gì là cái phần sự tu tập của mình, hay là mình phải hồi hướng như thế nào cho nó đúng,
hay là mình tu tập, mình tụng kinh đó, mình hiểu được cái bài đó như thế nào cho nó đúng, để mình ứng dụng cái bài hồi hướng này ngay thực tiễn trong đời sống của mình. Quý vị nhớ là công đức thù thắng chỉ có được khi tâm mình cũng thù thắng, khi việc làm mình cũng thù thắng. Còn không á, mình mà đếm, mình mà tính thì cái phước nó cũng có, nhưng mà là sao? Đếm và tính. Pháp Hòa ví dụ, bữa nào mình giận ai đó ha, mình mắng người ta, mắng xong nói à, anh là cái người vô ơn bạc nghĩa ha, à, mà một tháng trước ai ai đưa tiền cho anh để anh được thế này kia, cái người kia tức quá cầm một đống tiền bằng với cái đó hoặc hơn chút đưa trước mặt mình đó, tôi trả lại đó, tôi với anh hay với chị bắt đầu từ hôm nay xong xong phẳng, vì bữa hôm giúp tôi nhiêu đây, bây giờ tôi trả lại mà thậm chí tôi còn trả thêm nữa. Cái đó là sao? Hết. Mà cái hết thì nó đâu còn tiếp tục được. Cho nên mình làm cái gì mình không tính thì cái đó mới là vô biên thắng phước. Mình có thể hồi hướng được cho tất cả, hồi hướng lại chính mình để mình thấy rằng làm sao mình tạo ra cái thắng phước vô biên đó. Cái thắng phước vô biên nghĩa là cái phước thù thắng không có ngần mẻ. Mà phước thù thắng không ngàn mẻ được tạo ra do chúng ta làm mà không tính toán hơn thua, không thấy mình, thấy người, thấy của. Rồi chúc đại chúng an lạc. Có ai hỏi gì nữa không? Chà, nhiều câu hỏi dữ ha. Chào mời cô. Dạ con không có câu hỏi gì á. Dạ con xin thầy ban bố cho tụi con cái bài thơ mười thương đậu hũ. Dạ, con xin thầy ban bố. Lát xuống Pháp Hòa lấy đi 10 miếng đậu hũ được. Dạ thưa thầy, con có câu hỏi như sau. Trong kinh Phật á thì có nói là Phật thích tâm, tâm thích Phật. Theo như con hiểu á, tâm này đó, tâm có nghĩa là cái trái tim suy nghĩ của mình. Mà theo trong cổ kinh á, ta lại ra thức đấy, thì có định nghĩa cái tâm là cái tâm phải muốn thức, thọ tưởng hành thức. Thọ là những gì mình nhận được, xong rồi mình hiểu biết cái đó, thì mình hành động ra. Khi mình hành động ra thì mình sẽ tạo ra cái cảnh cái mình lớn. Thì á, theo con hiểu á, thì cái tâm nguyên thủy á, là tâm kinh cương, tâm thanh tịnh và tâm từ bi. Nhưng mà vì con người còn bị ảnh hưởng bởi những dục vọng tham sân si và các nghiệp chướng, nó mới tạo nên cái tâm phiền não. Cái tâm phiền não nó mới tạo thành một cái màn u minh che mờ cái tâm từ bi đi. Thì do đó các tổ và các người tôn đã tạo ra những phương pháp để an tâm. Nhờ cái phương pháp an tâm này mà cái tâm phiền não sẽ biến mất và tâm từ bi sắp xuất hiện trở lại. Thì nhà con xin phép thầy định nghĩa rõ lại cái tâm là gì và phương pháp an tâm nào hữu hiệu nhất cho cái đời sống hiện tại. Bây giờ. Chắc là quý vị cũng đã nghe câu hỏi. Thì gọn gãy lại là tâm là gì và làm sao mình an tâm. Thì Pháp Hòa cũng xin gión gọn thôi. Thì tâm cũng có nhiều loại. Cái tâm mà trái tim mà nó đang thình thịch trong lòng, trong người mình đó, cái đó gọi là nhục đoàn tâm. Tâm đó là bằng thịt, bằng trái tim bình thường vậy đó. Còn nếu mà nói về sự tu tập của chúng ta, cái gì nhận biết thì cái đó là tâm. Bị không có hình tướng, mình chỉ tạm biết được cái tâm mình thể hiện qua cái giận, cái tức, cái nhận biết gì của mình. Ta nói, tâm anh nó dữ quá, tâm anh nó hiền quá, tâm anh nó thuần lương quá. Tại vì ta không thấy được cái đó, mà ta chỉ nhận diện qua mình như thế nào để ta nói tâm mình sao thôi. Quý vị thấy được điều đó ha. Thì cái tâm nào mà mình sống thuần với cái tốt thật là tâm chơn. Còn mà mình hay phan duyên những cái chuyện khác là tâm vọng. Thôi là ví dụ quý vị đang ngồi nghe Pháp là quý vị đang nghe bằng cả cái tâm chân mà. Đâu có nghĩ ngợi gì đâu.
Vậy mà ở sao ai làm rớt cái đùng cái ngó lại có ai vậy? Thật ra rằng mình đang sống với tâm trơn mà thỉnh thoảng là mình lại nghĩ tới cái tâm vọng. Mà nếu mà chúng ta hàng ngày á mà không có giữ cái tâm mình cho chánh niệm thì mình sống với cái vọng nhiều hơn cái trơn. Thôi mà ví dụ, thôi thôi lẹ lẹ nha, chuẩn bị đi ăn cơm. Rồi kéo nhau lên bàn ngồi ăn cơm, cái ăn cơm thì không có nghĩ, không biết chị mình đang ăn cơm sao, lát mình nó đâu chơi, ngồi nói hồi tâm đi chỗ khác. Mà hễ mà lát nữa mình xuống, lát mình đi kéo nhau mình xuống Eden mình uống cà phê, xuống từ Eden cái nghĩ qua chuyện khác, nó thôi đi ghé Di Đà mua đồ chai đi. Quý vị hiểu ý mà nói không, mình ít sống được với cái tâm thật như là nó đang có, mà cứ hễ sống như này lại nghĩ khác, cho nên mình hay bị phan duyên. Và cái tâm mà nó phóng đó người ta gọi là tâm phan duyên. Chữ phan là phóng theo, duyên là mọi cái duyên cớ bên ngoài, cho nên mình ít khi sống được với cái tâm chân của mình. Là bây giờ hiểu được chỗ đó. Và cái bước thứ ba làm sao để mình an tâm, muốn cho tâm mình an nó cũng có nhiều cách lắm, nhưng mà đơn giản á, một á là mình biết quán các pháp vô thường. Vì thấy các pháp vô thường, thường thấy như vậy, cho nên việc nó đến nó đi, tâm mình không có quá nao núng, giữ được cái tâm đó. Pháp Hòa ví dụ như á, quý vị không hề nghĩ Pháp Hòa sẽ ghé chùa Di Đà, nhưng mà hôm nay Pháp Hòa lại được ghé chùa A Di Đà. Và khi Pháp Hòa ghé được đây rồi, quý vị nghĩ Pháp Hòa, bây giờ biết Pháp Hòa ghé, rồi Pháp Hòa cũng nghĩ rằng Pháp Hòa sẽ được ghé chùa Di Đà, mà trong bụng Pháp Hòa không nghĩ là mình phải nói gì thêm nữa, phải không? Nhưng mà đến đây rồi thì có người nghe, có người nói, các pháp nó đang diễn bày, tâm mình cứ nhận là như vậy mà không phiền gì hết. Có người nghe thì mình nói, tại vì mình cũng là người thích nói. Quý vị hiểu ý mà nói vậy đó. Tâm cái gì nó hiện khởi, tâm nhận như vậy. Cái gì nó xảy ra thì tâm mình ứng như vậy. Mà nếu mà có quà đấy, kêu thầy Giác Hạnh lên, sao thầy nói kỳ vậy, biểu tôi tới ăn mà giờ tới nói. Thì mình đi cãi lộn với thầy thì mình mất thời giờ. Bây giờ cái chuyện người ta đang ngồi đây, người ta muốn nghe, cái gì nó hiện khởi tâm mình cứ nhận biết. Và chính từ cái đó đó thì ít nhiều đó, mình giữ được cái tâm mình bình thường, bình an. Pháp Hòa nhớ có một vị đến gặp một vị thầy, nói bạch Hòa, bạch thầy, tâm con bị động. Thì thầy cũng trả lời, vậy con đừng động tâm. Thí dụ ha, cái của người ta để đó, cho nên trời ơi thầy, tự nhiên à, cái cô đó cô tới cô mắng con. Hỏi tại sao mắng? Tại con dời cái gối của bà. Nếu con đừng dời cái gối của bà thì bà đâu có mắc mớ gì tới mắng con. Vậy thì mình có đụng vô cái gì đó của người ta, mình động vô cái đó của người ta thì mình phải bị thôi. Đồ của ai để yên đó không động. Nói tóm lại là vậy nè, cái tâm của mình là tâm an vốn sẵn có, còn mọi cái duyên mà nó nhăn nhó, nó lô nhô bên ngoài chỉ là cảnh thôi. Đừng có thấy cái đó làm cái thật, tạo ra cái dính mắc của mình, rồi từ đó tâm bất an. Cái gì quý vị thấy, quý vị nghe, quý vị nhận nó như là, thì cái đó chỉ là cảnh. Còn hễ mà mình cho cái đó là cái mà mình thích, mình yêu, mình đắm chìm, thì cái đó biến thành trần. Nhớ không? Cũng là nó, nhưng mà hễ bình thường không có gì hết thì là cảnh. Còn hễ dính mắc với nó thì nó thành trần. Mà cái gì trần là bụi, mà bụi nó rớt vô mắt thì nó phải xốn khó chịu. Một gọt bụi mà nó dính vô tâm thì nhất định tâm phải nhiễm ô. Còn cái gì mình cũng thấy, cũng nghe, cũng tiếp xúc, mà biết nó như vậy thôi, không có biến nó thành trần, thì tâm mình tự nó bình an như vậy. Thôi tạm như vậy đi.
Giống như quý vị nhìn thấy Pháp Hòa rồi thì quý vị cứ để Pháp Hòa chỉ là cảnh thôi, sắc cảnh thôi, thấy không? Rồi bây giờ năm sau quý vị gặp lại, trời ơi sao bữa nay già dữ vậy? Tại vì mình dính rồi. Năm sau có gặp lại ông thầy, ổng già, biết ổng già, nhờ ổng già cho nên gặp ổng, dạ chào ổng già. Cái gì mình nhận thấy nó như vậy là cảnh, thể dính nó, đấm nó, tiếc rẻ nó thì nó tức khắc biến thành trần. Một cô gái đẹp đi ngang, ngàn cô gái đẹp đi ngang, cô nào đi ngang mình cũng biết đẹp thì cô đó chỉ là cảnh. Mà hãy thích cô nào đó rồi về nhắm mắt vẫn nhớ nụ cười của cổ thì cô đó biến thành trần. Mà hãy cái gì là trần là bụi, mà bụi nó dính mắt thì nó phải xốn, bụi nó dính tâm thì phải dơ, riết thì thành cái tâm tạp nhiễm, chứ vốn tâm mình thánh tịnh. Rồi được chưa? Dạ thưa thầy, con có 3 câu hỏi. Con thầy có trả lời giống cái bác bên anh này Dũng á, thì thầy nói nếu không có thời gian á thì mình có thể ứng dụng cái tâm chú là cái câu án tất thiện đô mà nó ra trong thời gian đó ha. Thì không hỏi là thì nếu mình tụng vậy á thì ví dụ như là bây giờ một cái bài chú cà phê thì trung bình tụng khoảng 3 phút, mà quý thầy thì nói là mình nên tụng 3 biết hoặc 5 biết nhiều hơn á thì nó tốt hơn. Dạ thì con nói nếu mà bây giờ nếu mình tụng chỉ một câu đó thôi thì trong vòng 3 phút mình tụng 108 tiếng, như vậy là có thời gian không? Và có hiện tiền hay không thầy? Dạ đó là câu hỏi thứ nhất của con. Và câu hỏi thứ hai của con là con có nghe người ta nói là nếu mình được quyết tâm mình trì tụng chú Đại Bi á thì mình phải tụng suốt đời luôn, tại vì chúng mình trì tụng chú Đại Bi thì người âm họ rất là thích nghe, mà không tụng nữa thì họ sẽ phá mình, thì học cái điều đó không biết có đúng hay không. Dạ. Dạ nghe là hơi ấm. Dạ. Còn câu hỏi thứ ba của con á là nên tụng chú Đại Bi là bằng cách nào, là nên tụng to tiếng hay là nên tụng thầm trong miệng hoặc là tụng trong đầu thôi? Dạ. Con cảm ơn các con. Này là hai bạn nha. Bây giờ trả lời câu thứ nhất, tất cả các bài chú, bài nào cũng có một cái tâm chú, tức là cái cốt lõi của cái bài chú đó. Ví dụ chú Đại Bi quý vị tụng từ câu Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Đa Ra Dạ Gia dài tới chới cái câu Nara Cẩn Trì Bàn Đà Ra Dạ Ta Bà Ha Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra gì đó, tất cả những cái câu đó đều là những câu ca ngợi Phật, tán dương danh hiệu Phật Bồ Tát vân vân. Còn cái câu cốt lõi của nó là Án Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà Ha. Thì anh hỏi rằng á, mình tụng câu cuối không có ăn gian không? Dạ không có ăn gian, tại vì đó là cái tâm chú, đó là câu tâm chú. Mình có thể tụng trọn một bài một lần rồi sau đó lấy câu tâm chú mình tụng, chứ không phải mình cắt ngang mình tụng câu cuối. Mà thường là mình tụng nguyên bài một lần để coi như trọn vẹn sự ca ngợi tán thán Phật Bồ Tát, rồi sau đó mình dùng câu đó làm câu tâm chú của mình trì. Cũng giống như mình tụng Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, rồi bắt đầu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, rồi riết cái tụng cái tâm chú, cái tâm rốt cuộc của A Di Đà Phật thôi, là 4 chữ thôi, A Di Đà Phật. Nam Mô cũng dư nữa, Nam Mô là nguyên mạng thôi, thành thử ra nó lục tự Di Đà, chứ thật ra Di Đà 4 chữ A Di Đà Phật đúng ngay cái hiệu của ngài. Còn chữ Nam Mô là mình thêm để nói lên sự cung kính của mình. Thành thử ra khi mình tụng câu tâm chú nào cũng là cái cốt lõi để mình phải hành trì. Và khi mình hành trì miên mật với câu tâm chú đó, tự nhiên cái định lực nó có, cái tha lực nó cũng có, không hề có cái gì gọi là ăn gian hay là tụng vậy có linh không. Anh hiểu ý ha? Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình hát đó, mình hát hết bài cái mình hát lại cái điệp khúc, xong cái khúc cuối á mình cũng dạo 2-3 lần để làm chi, để nó nói lên cái khúc cuối. Bây giờ có câu nào ví dụ không ha? Thí dụ cái câu
tâm không ràng buộc tiêu giáo tháng ngày, tâm không ràng buộc tiêu giáo tháng ngày, tâm không ràng buộc tiêu giáo tháng ngày. Pháp Hòa ví dụ như vậy để mình thấy rằng cái bài tịnh đây là tịnh độ, cái cốt lõi cuối cùng của nó là gì? Tâm không ràng buộc tiêu giao tháng ngày. Thì tu hành của mình, cốt lõi của mình cũng cuối cùng là gì? Pháp giới chúng sanh hữu tình vô tình đồng thành Phật đạo. Thấy không? Rồi, câu thứ hai. Nếu mình tụng chú đại bi nhiều là mình phải tụng suốt đời này, còn mình ngưng là người âm họ tới họ phá. Có phải không? Ai nói cái điều đó đó thì anh hỏi họ bị phá chưa. Nếu họ nói bị phá rồi, hỏi thêm nữa bị phá kiểu nào. Và nếu họ kể ra nữa thì nói âm nam hay âm nữ, âm Thái Lan hay âm Lào. Không có cái trường hợp tụng kinh chú đại bi mà âm theo. Nếu âm mà có theo, không phải riêng chú đại bi âm nó theo, chú nào thì thím nó theo. Bộ âm não cũng mê chú đại bi sao? Còn mấy chú khác tụng mấy âm nó đi đâu? Cái ý niệm đó đạo Phật của ta gọi là tà kiến. Hiểu không? Tà kiến. Đừng có nghe mấy cái đó. Tâm không ràng buộc tiêu giáo tháng ngày. Một Phật câu thứ ba là gì quên rồi? Mình đến tụng là nên mình đọc một tiếng hay là mình đọc trong miệng hay là mình đọc trong đầu? Cái tụng của nó có ba loại tụng: đọc, tụng, niệm, trì. Mình không thuộc, mình mở kinh ra gọi là đọc. Mình thuộc lào, mình tụng ào ào, tụng ro ro, tụng là tụng. Mình lâm râm trong miệng gọi là trì. Tùy theo sức khỏe mà mình tụng hay trì. Ngoài ra còn phải tùy theo hoàn cảnh mà trì hay tụng. Ví dụ như nửa khuya người ta đang ngủ, A Di Đà Phật, thì người ta cũng sẽ chấp tay. Thôi em làm quê quá. Cái chùa này tôi nhớ hoài á. Tôi chưa bao giờ bị quê như bữa nay. Nói gì quên rồi đó. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình tụng kinh á là mình phải có cái chánh niệm. Hôm nào mình không khỏe, tại sao mình phải tụng lớn? Mình cứ thể trì kinh nhỏ trong theo cái sức của mình. Xin lỗi đại chúng, thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ giờ mấy người ta không có khả năng nói chuyện, mà mình gọi là người bị câm đấy. Sao người ta tụng được? Thì người ta trì trong đầu người ta thôi. Mà tất cả những âm thanh mình trì cũng không ngoài mục đích là lấy âm thanh để làm tâm bình tĩnh. Lấy âm thanh để làm cho cái tâm bình tĩnh, chứ không có gì hết á. Nhưng mà mình phải biết hoàn cảnh nào để tụng lớn, tụng nhỏ, vân vân. Ví dụ lát nữa quý vị ra sân đó, quý vị nói nhỏ nhỏ nha. Bây giờ 10 giờ đêm tới nơi rồi, mà ngày mai là ngày thứ hai, mà người ta đi làm được, ngày mai người ta thưa Phật Di Đà. Có cái cô đó, cô ở trong một cái tiệm nail, ngày nào cũng cũng hát con câu à: dưới tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm. Trời, cô hát cái bài đó đi ra đi vô mà từ sáng tới tối cô hát hoài.
cái có bữa nọ cái anh làm trong tiệm anh nói này nè, tôi nói bà nghe nghe, bây giờ bà lên bà ngồi trên bàn để tôi lại bà, tôi lại bà để bà khỏi lại Quan Âm được. Chứ từ sáng tới tối lúc nào tôi cũng nghe bà dưới tòa sen vàng con kính lại Quan Âm hết. Ở trong một cái thiền viện thì có cái thầy đó, thầy thích cái hát cái bài Lòng Mẹ lắm. Từ sáng tới tối lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Ông hát từ sáng tới tối. Mấy ông thầy chung phòng đó, tôi nói thiệt với ông nghe, tôi nghe bài này riết tôi có cảm tưởng mẹ này mẹ ghẻ.